Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 2801, Thuần Phục Lôi Đình 2. Ta có thể tiếp tục hấp thu, để ngươi triệt để tiêu diệt. Cảm nhận được hồn thể càng ngày càng khổng lồ, Trương Huyền hử lạnh. Trước đó lôi đình còn vô cùng hung hăng, nhất định phải chém giết hắn, giờ phút này như cảm nhận được sợ hãi, toàn bộ mây đen không ngừng run rẩy không còn uy phong như trước đó. Vốn cho rằng kêu thất cô bát đại di đến, sẽ tươi sống đánh chết tên này, không nghĩ tới, át chủ bài lớn nhất của đối phương là vu hồn, tùy tiện hấp thu linh khí, thật muốn mặc cho tiếp tục nữa, đoán chừng sẽ bị diệt tộc. Hô, lôi đình không do dự quá lâu, lung lay, ý định tiếp tục chạy trốn. Đừng chạy, nếu như không muốn bị ta hấp thu sạch sẽ, liền nghe ta dặn dò, ta còn có việc để ngươi đi làm. Sớm biết nó có thể như vậy, Trương Huyền truyền ra ý niệm. Hắn không biết lôi đình có ý thức của mình hay không, có điều, biết tên này tuyệt đối có thể nghe hiểu hắn, nếu không, cũng sẽ không mỗi lần đều bị dọa đến trốn. sốt cục dừng lại. Dưới lôi đình, đại trưởng lão thở ra một hơi. Vừa rồi lôi điện không ngừng đánh tới, tuy thực lực hắn mạnh mẽ, cũng cảm thấy tê cả ra đầu, suýt chút nữa không chịu đựng. Hiện tại đã dừng lại, hẳn là sẽ không công kích, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía thân thể trương huyền cách đó không xa, sát cơ sôi trào, vu hồn sư, người người phải trừ diệt. Cổ tay khẽ đảo bổ tới. Vừa rồi thi triển kiếm khí, bị lôi đình truy kích, lần này đã có kinh nghiệm. Tạch tạch, trưởng lực vẫn không có đi tới trước mặt Trương Huyền, lại một đạo lôi điện thô to bổ xuống. Đạo lôi điện này, so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp mấy lần, giữa trời đánh tới, tựa như muốn nhen lửa không khí, mang theo một loại khí tức cùng lực lượng để cho người ta khó mà chống lại. Cái này, audio điện tử võ tấn bền. Ra đầu nổ tung, đại trưởng lão phát điên. Mới vừa rồi hắn công kích lôi điện, là không phải cố ý. Đã bổ lâu như vậy, không đến mức không buông tha, nhất định phải đánh chết bản thân A. À. Mấu chốt nhất là, bổ mình cũng được đi, nhưng chính chủ độ kiếp ở cách đó không xa, giống như người không việc gì, hai mắt nhắm nghiền, ngủ thiếp đi. Người bổ hắn A. À. Bất quá, tuy buồn bực nhưng cũng biết, không ngăn cản, coi như lấy thực lực của hắn cũng trọng thương, rơi vào đường cùng, một quyền nghinh đón tiếp lấy. Tê lạp, không gian xuất hiện vết rách, giữa âm lực lượng trùng kích vào, lần nữa sụp đổ vô số kiến trúc, hủy hoại trận pháp. Khụ 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 khụ, dù ngăn được lôi đình, cũng chịu tổn thương nhất định, ho khan mấy tiếng, trên người xuất hiện khét lẹt. Nhất định phải giết tên này, lôi đình mới có thể tiêu tán. Biết lại đến hai đạo, khẳng định ngăn cản không nổi, cắn răng một cái, đại trưởng lão giơ nắm đấm lên lần nữa oanh kích tới trương huyền lực lượng vẫn không có đi tới trước mặt đối phương lôi đình giống như tìm đúng hắn bảo vệ trương huyền lần nữa đánh xuống tạch 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 trên đầu toát ra khói xanh thân thể của đại trưởng lão không ngừng run rẩy tựa như co giật lần nữa nhìn về phía trương huyền chỉ thấy tên này chẳng biết lúc nào đã mở mắt thân thể ở trên không trung không ngừng lắc lư tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống người trước cản trở Ta nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, mượn nhờ một tia chớp, bổ ra không gian giam cầm chung quanh, lảo đảo bay xuống dưới. Chương 2802, là sư nương của ngươi một. Ngươi, đại trưởng lão thật muốn điên rồi. Cái này con mẹ nó là lôi kiếp của ngươi, ta là tới giết ngươi, không phải giúp ngươi chống cự. Tức sắp bùng nổ, muốn xông qua bóp chết tên này, chỉ thấy lôi điện trên bầu trời lần nữa bổ xuống, lần này so với vừa rồi còn muốn to lớn chưa đi tới trước mặt lực lượng đã tàn phá bừa bãi muốn triệt để xé nát hắn không có cách nào đành phải tiếp tục ngăn cản sau một khắc toàn thân khét lẹt khí tức cũng uể oải lên cái lôi đình này so với vũ không kiếp còn cường đại hơn dù thực lực của hắn vượt qua vũ không cảnh nhưng đối mặt thiên địa hạ xuống trừng phạt vẫn lực bất tòng tâm liên tục mấy đạo khí huyết trong cơ thể tán loạn lục phủ ngũ tạng xuất hiện mức độ tổn thương khác biệt đại trưởng lão khống chế xong trận pháp, Trương Vô Trần vốn cho rằng Trương Huyền đã bị giết, lúc này nhìn thấy, đối phương không những không có việc gì, đại trưởng lão lại bị đánh cho chết đi sống lại, khuôn mặt dại ra, không biết nên làm sao bây giờ. Đừng quản ta, nhanh đi giết Trương Huyền, giết hắn, lôi liền không còn. Ngăn cản được một đạo lôi điện công kích đến, đại trưởng lão gào thét. Vâng, biết tình huống nguy cấp, Trương Vô Trần quay đầu nhìn sang. Lúc này Trương Huyền đã rơi vào trên mặt đất, giống như uống say thân thể không ngừng lắc lư run rẩy thoạt nhìn cực kỳ quái dị giết hắn không biết tên này vì sao sẽ run rẩy trương vô trần cắn răng một cái vọt lên đi qua còn chưa tới trước mặt một trưởng vỗ xuống tạch tạch lực lượng còn chưa đánh tới một tia chấp đánh xuống không kịp phản ứng trương vô trần cắm đầu vào trên mặt đất bị đánh toàn thân cháy đen a hát a hát a hát cái này con mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì đại trưởng lão cắn đầu lưỡi, phun ra máu tới. Làm sao cảm giác lôi đình đang bảo vệ tên kia vậy? Người khác độ kiếp, lôi đình đều hận không thể giết chết, làm sao tên này độ kiếp, lôi đình liều mạng bảo vệ, ai dám động thủ, liền bổ người đó. Đương nhiên, chỉ những cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là. Chúng ta bị xét đánh không có run rẩy, người một chút việc cũng không có, ngồi dưới đất, tràn đầy thản nhiên. Run rẩy cái dám a hát. Đang chấn kinh, chỉ thấy Trương Vô Trần từ dưới đất bò dậy, phóng về phía đối phương, vẫn như cũ còn chưa đi tới trước mặt, lại bị sét đánh, ngay sau lôi hải ở trên đó bầu trời sợ hắn tiếp tục đứng lên, điện mang không ngừng hạ xuống, thời gian nháy mắt, vị tam trưởng lão này liền phun ra đầu lưỡi, thân thể vặn vẹo thành một tư thế cổ quái, không ngừng tản ra mùi thơm thịt nướng. Đại trưởng lão bắt đầu sợ, nhìn thấy cảnh này, hắn đã rõ ràng, lôi đình này tuyệt đối là cố ý. Đại trưởng lão, tam trưởng lão. Tiếng la vang lên, lại có mười mấy vị trưởng lão bay tới. Động tĩnh huyên náo lớn như thế, cả gia tộc đều sắp bị phá hủy, tất cả trưởng lão biết phát sinh việc lớn, đều kìm nén không được. Đừng tới đây! Sắc mặt trắng nhợt, đại trưởng lão cuồng hống, thanh âm còn chưa dứt, lôi điện lần nữa hạ xuống. Khói khét lẹt, mười mấy vị trưởng lão đồng thời từ không trung rớt xuống, từng cái đầu cắm vào mặt đất, vô cùng thê thảm. Đến cùng làm sao vậy? nhìn thấy trưởng lão nằm đầy đất, các kiến trúc gần như sắp đổ sụp xong, đại trưởng lão run rẩy. 20 năm trước, dù mộng kiếm thánh đại náo, tổn thương không ít người, cũng phá hủy không ít kiến trúc, nhưng so sánh với lần này, lại kém quá nhiều. Lần này căn bản không phải gọi hủy hoại, mà là hủy diệt. Trương Huyền, trương gia chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Đại trưởng lão gào lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra máu tươi, cảm giác thoải mái một chút, bàn chân đạp mạnh, cắn chặt hàm răng lao đến. Ngày hôm nay coi như bị sét đánh chết, cũng muốn trước giết tên này. Phần Phật, người trên không chung, lôi điện không ngừng bổ tới, cả người đại trưởng lão phảng phất như tôm hùm đặt ở trong nồi, tàn mát ra mùi thịt, có điều tuy thương thế cực nặng, nhưng dùng thực lực của hắn còn có thể kiên trì, không đến mức bị tử vong. Hiện tại mục đích của hắn là liều mạng bị thương, cũng muốn trước chém giết đối phương. Đối phương vừa chết, Lôi Đình Tiêu tán, Trương gia cũng được cứu. Chương 2803, là sư nương của ngươi hai. Cái tên này, Trương Huyền ngồi dưới đất, đang tràn đầy mê muội, nhìn thấy hắn liều mạng xông lại, nhịn không được lắc đầu. Tên này điên rồi sao? Nhất định phải giết bản thân. Mấu chốt là hiện tại hắn còn không có phương pháp đánh trả. Hồn thể quá lớn, dù thân thể mạnh mẽ hơn không ít, nhưng trực tiếp chui vào vẫn căng đầu váng mắt hoa, có chút không thích ứng được. Thanh long thú, kỳ lân thú, nhanh đi ngăn cản. Biết chạy trốn cũng khó khăn, xoa mi tâm, trương huyền hô khẽ. Hô hô, hai đại thú sủng bay ra, thẳng tắp tiến lên. Đừng cản ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trên đầu bốc khói, tóc dựng lên, nhìn về phía hai đại thánh thú vọt tới, ngón tay của đại trưởng lão chỉ ra, hai trưởng ấn to lớn lăng không đập xuống kéo kẹt, kéo kẹt. Kỳ lân thú cùng thanh long thú nghênh đón tiếp lấy, hỏa diễm ngập trời, lực lượng đối đầu, như chàng giang đại hải lan tràn bốn phía. Dầm, dầm, vô số kiến trúc ở khu vực hạch tâm trương gia, triệt để hủy hoại, trương cửu tiêu đang khôi phục thể lực cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy phía tích đầy đất, vẻ mặt choáng váng. Lão sư, ngay sau đó nhìn thấy trương huyền ngồi dưới đất, không ngừng lắc lư, vẻ mặt trắng bệch, vội vã bay tới. Ngươi làm sao vậy? Tràn đầy lo lắng. Mặc dù hắn là con cháu trương gia, nhưng chỉ là bàng chi, chưa từng được hạch tâm yêu đãi, trương gia trở thành phế tích, không có gợn sóng quá lớn, ngược lại là lão sư bị thương, để hắn tràn đầy lo lắng. Ta không sao, chỉ là có chút không thích ứng, điều chỉnh một hồi là được. Khoát tay áo, trương huyền uể oải. Hồn thể quá cường đại, cùng thân thể không có cách nào triệt để dung hợp, đây là trước đó liền đoán ra, nguyên nhân chính là như vậy, hắn đã rất ít để hồn thể không chút kiêng kỵ hấp thu lực lượng. Nếu không phải nguy cấp, khẳng định cũng sẽ không làm như vậy. Ta hộ pháp cho lão sư. Trương Cửu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Ừm, lên tiếng, Trương Huyền nhắm mắt lại, hồn thể trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển phương pháp diễn không thiên thư, giảm bớt áp bức đối với thân thể. Vận chuyển nửa ngày, vẫn cảm thấy đau đầu muốn nứt, khó khôi phục, lắc đầu mở mắt ra hồn thể cùng thân thể xung đột, gặp phải rất nhiều lần, không dễ dàng giải quyết như vậy, nếu không lúc trước cũng sẽ không trực tiếp hôn mê. Trương Cửu Tiêu, lần này huyên náo lớn như thế, khả năng cùng Trương ra các người quan hệ không dễ giải quyết, vì sư có chuyện trước thời hạn muốn bàn giao cho đối ngươi. Biết bây giờ không phải là thời điểm điều chỉnh, Trương Huyền nhìn lại. Lão sư mời nói, Trương Cửu Tiêu vội nói, người huyết mạch tinh thuần, nếu như Trương gia bảo ngươi đi thông gia Lạc gia tiểu công chúa, nhất định không thể đồng ý." Trương Huyền nói. Đồ Nhi rõ ràng. Trương Cửu Tiêu gật đầu, đồng thời hơi nhi hoặc một chút. "Lão sư, chỉ chuyện này, vì cái gì không thể thông gia? Trịnh trọng bàn giao như vậy, lại chỉ là một việc nhỏ như thế. Vì cái gì? Bởi vì?" Trương Huyền lắc đầu. "Lạc gia tiểu công chúa là sư nương của ngươi." chương 2804, triệu nhã cầu cứu một Sư Nương, trương cửu tiêu ngẩn ngơ. Lạc gia tiểu công chúa, danh khí lớn, đã sớm nghe nói, đối tượng thông gia vẫn luôn là tiểu thiên tài của gia tộc bọn họ. Không nghĩ tới, lại bị lão sư đào góc tường. Khó trách tiểu công chúa nói có người thích, khó trách lão sư vừa đến liền phá, làm cho gà chó không yên, đối với người trương gia cũng có phê bình kín đáo, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền hành hung một trận náo loạn hồi lâu thì ra là nguyên nhân này lão sư yên tâm nàng đã là sư nương đánh chết đồ nhi cũng không dám bất vân lễ pháp kịp phản ứng vội vàng ôm quyền một ngày làm thầy cả đời là cha lão sư làm cha sư nương là mẹ thông ra cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nhớ là tốt rồi trương huyền thở phào nhẹ nhõm cảm thấy cả người càng thêm mê muội run rẩy đứng dậy đang muốn nói tiếp đột nhiên cảm ứng được cái gì Cổ tay khẽ đảo, một cái lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Điện chủ lệnh. Lúc này lệnh bài phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tựa như cái gì kích hoạt. Loại tình huống này, gặp được một lần, sau khi trở thành danh sư bát tinh, phá vỡ đạo phong ấn thứ nhất liền xuất hiện, chẳng lẽ thuận lợi phá vỡ đạo thứ hai? Vội vàng nhìn, quả nhiên thấy điện chủ lệnh ánh sáng lấp lánh, mơ hồ để lộ ra khí thức cùng lực lượng cường đại. Kích hoạt điện chủ lệnh, cần ba điều kiện, thứ nhất trở thành danh sư bát tinh, thứ hai, tu vi đạt tới thánh vực bát trọng. Tuy hiện tại ta không đột phá, nhưng sức chiến đấu cùng lý giải không gian, thánh vực bát trọng cũng chưa chắc có thể vượt qua, cho nên Điện chủ lệnh cho rằng ta thông qua được hạn chế thứ hai, trực tiếp mở ra phong ấn. Rất nhanh, Trương Huyền hiểu được. Điện chủ lệnh yêu cầu, mặc dù là cứng nhắc đúng chuẩn, nhưng thực lực không dễ xác nhận, đặc biệt là như Trương Huyền, tu luyện thiên đạo công pháp, có thể nhẹ nhóm vượt cấp tự nhiên tương đương phù hợp tiêu chuẩn. Nhìn xem mở ra đạo phong ấn thứ hai lại có cái gì. Lần trước mở ra phong ấn, để hắn tăng cường khống chế, trở thành một vũ khí siêu cấp, đạo thứ hai mở ra, có lẽ cũng có hiệu quả khác. Tinh thần khẽ động, nhìn sang, ngay sau đó một tin tức truyền vào trong óc. Cái này, nhìn rõ ràng tin tức truyền tới, Trương Huyền sửng sốt một chút, nhịn không được lắc đầu. Còn tưởng rằng đạo phong ấn thứ hai mở ra, sẽ để điện chủ như hắn trở nên mạnh hơn, có thể giải quyết khó khăn trước mắt, không nghĩ tới, căn bản không phải. Đạo phong ấn thứ hai lại ẩn giấu đi truyền tống trận, có thể truyền tống hắn đến bí cảnh đặc thù mà thánh tử điện điện chủ lưu lại, nơi này nắm giữ càng nhiều truyền thừa của cửu u thần đồng, cùng tiền bối lưu lại kinh nghiệm tu luyện. Chuyện này đối với mở ra đạo phong ấn thứ ba mà nói, quả thực có ích lợi rất lớn, nhưng mà đối với hắn hiện tại, tác dụng lại không lớn. Uy lực không tăng cường, không cách nào chống lại đại trưởng lão, sự tình trương ra, liền không thể giải quyết. Lại nói, cái truyền tống trận này, là một lần, truyền tống một lần, liền sẽ mất đi tác dụng, thật muốn đi qua, cũng phải chuẩn bị xong lại nói, nếu không, bên trong số lượng truyền thừa không đủ, không cách nào hình thành thiên đạo công pháp, chẳng phải tương đương đi vào không công. Mấu chốt nhất là, hiện tại vua hồn cùng thân thể của hắn không xứng đôi, cả người có chút choáng đầu hoa mắt, coi như đi, cũng vô dụng. Dâm dầm rầm đang cảm xúc trên không âm bạo kịch liệt thu suy nghĩ lại ngẩng đầu nhìn lên ngay sau đó nhìn thấy thanh long thú cùng kỳ lân thú tràn đầy chật vật cùng đại trưởng lão đối chiến đều bị thương không nhẹ hai đại thánh thú dù mạnh mẽ nhưng so với trưởng lão trương gia vẫn kém một đoạn rất lớn nếu không phải đối phương một mực bị xét đánh chỉ sợ sớm đã bị thua lôi đình cũng không kiên trì được bao lâu ngẩng đầu nhìn lại trương huyền lắc đầu trên bầu trời lôi hải trải qua hắn điên cuồng hấp thu, lại không ngừng phóng thích lực lượng, đã tiêu hao gần như sắp hết, không còn uy lực như trước đó. Xem ra, lại bổ mấy lần, liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp tán đi. Lúc này kỳ lân thú cũng đánh ra chân hỏa, trên người hỏa diễm không ngừng bùng cháy, từng đạo hỏa long thẳng tắp bắn ra, đốt ửng hồng cả bầu trời, mặt đất cũng đầy hỏa diễm, thanh long thú thừa cơ đánh lén, hai đại thánh thú liên hợp ra tay, danh sư cửu tinh chân chính, chỉ sợ cũng luống cuống tay chân, nhưng đại trưởng lão không có chút lo lắng, trưởng trưởng đánh xuống, bao vây không gian, liền để bọn chúng công kích không công mà lui. Lôi đình uy hiếp càng ngày càng nhỏ, đại trưởng lão có thể thi triển lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, trước đó kỳ lân thú, thanh long thú còn có thể chiếm chút thượng phong, giờ phút này đã bị áp chế liên tiếp lui về phía sau, có chút không kiên trì nổi. Chủ nhân, chúng ta không phải đối thủ, nghĩ biện pháp rời đi đi. Kỳ lân thú truyền âm tới. Trương Huyền gật đầu. Loại tầng thứ này đối chiến, tuy vượt qua hắn rất nhiều, nhưng vẫn có thể thấy được, hai thú bị thua, chỉ là vấn đề thời gian, vị đại trưởng lão kia sinh ra sát tâm với hắn, một khi giải quyết đám người kỳ lân thú, nhất định sẽ ra tay với mình. Vậy chuẩn bị đi thôi. Chương 2805, Triệu Nhã cầu cứu 2. Trả lời một câu, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, bay tới đằng trước, còn chưa đi xa, thân thể cứng đờ, lập tức từ không trung rớt xuống ngã xuống đất. Lão sư, Trương Cửu Tiêu vội vàng đi tới trước mặt. Ta không sao. Trương Huyền xoa đầu. Xem ra không giải quyết vấn đề vu hồn cùng thân thể kiêm dung, muốn rời khỏi gần như không có khả năng. Cố nén trong đầu mê muội, lần nữa ngẩng đầu, liền nhìn đại trưởng lão cách càng gần, lôi đình trên bầu trời đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng, chậm chạp tán loạn. Cút ngay cho ta. Không còn lôi đình uy hiếp, đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, lực lượng tích góp tới cực điểm, hét lớn một tiếng, song trưởng huy vũ liên tục. Âm, um, âm, um, thanh long thú cùng kỳ lân thú không chặn lại được, bị trưởng phong đánh chúng, từng cái bay ngược, đập ra hố sâu to lớn. Trương Huyền, chịu chết đi. Đánh bại hai thú, nhớ tới vừa rồi nhận khuất nhục, gào lên một tiếng, ngón tay của đại trưởng lão đưa ra, một đạo kiếm mang thẳng tắp đâm tới. Ông, còn chưa tới trước mặt, một lệnh bài giống như lá chắn ngăn lại công kích biết trạng thái hiện tại của mình khẳng định chống cự không được trương huyền trực tiếp ném điện chủ lệnh tới đại trưởng lão tại hạ là danh sư bát tinh của danh sư đường chẳng lẽ ngươi muốn giết ta chặn lại công kích trương huyền cắn răng danh sư ngươi cũng xứng gọi là danh sư không nghe lời này còn tốt nghe xong đại trưởng lão sắp tức điên ngươi một vu hồn sư không biết làm sao lăn lộn thành danh sư còn có mặt mũi nói Chuyện này nhất định phải báo lên danh sư đường, để bọn hắn xử lý. Chết! Chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, bàn tay đè ép xuống. Hô! Điện chủ lệnh không ai khống chế, cũng ngăn không được lực lượng, bay ngược trở về. Ngay sau đó trưởng lực mạnh mẽ nhìn ép tới Trương Huyền, tựa hồ muốn ép hắn thành bánh thịt. Ngươi! Không nghĩ tới đối phương căn bản không nói nhảm với hắn, nhất định phải giết hắn mới cam tâm. Trương Huyền hoa mắt chóng mặt không cách nào phản kháng, dưới tình thế cấp bách cong ngón búng ra. Âm ầm một cái đầu to lớn hiện lên ở trước mắt, thẳng tắp đập xuống. Chỉ một cái, liền đập đại trưởng lão từ không trung rơi vào mặt đất, gắt gao đặt ở phía dưới. Đầu ngoan nhân, dù sức chiến đấu ngay cả thánh vực bát trọng cũng không bằng, nhưng đột nhiên xuất hiện trực tiếp pha đập, lực lượng vẫn quá lớn, lại thêm đại trưởng lão cùng lôi đình, hai đại thánh thú đối chiến lâu như vậy, đã bị thương, tạm thời không chú ý, trong thời gian ngắn thế mà không cách nào đi ra lão sư không nghĩ tới lão sư cùng đại trưởng lão đánh hung mãnh như vậy trương cửu tiêu không biết nên khuyên như thế nào đang muốn nói chuyện chỉ thấy trương huyền đứng tại chỗ mày nhân lại cổ tay khẽ đảo lại một cái ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay là ngọc bài đưa tin phía trên phù văn vây quanh tản mát ra lực lượng đặc thù dường như có tin tức trong yếu gì truyền lại ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ông một chân dung không rõ ràng lắm xuất hiện ở trước mắt là nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ không nói ra được. Chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra được, đại sư tỷ triệu nhã. Tuy chưa thấy qua, lại nghe lão sư kỹ càng miêu tả bộ dáng. Thời khắc này triệu nhã mặt mũi lo lắng, miệng khép mở, một thanh âm rồn dập vang lên. Lão sư, cứu ta. Bành. Hình ảnh biến mất, Ngọc Bài đưa tin nổ tung. Chương 2806, đuổi giết Trương Huyền 1. Triệu Nhã Nắm đấm của Trương Huyền bỗng nhiên siết chặt, khí tức cuồng bạo từ huyệt đạo phun ra ngoài, tựa như sắp nổ tung. Đưa tin ngọc bài của hắn, dựa theo tình huống bình thường, khoảng cách quá xa, là không tiếp thu được triệu nhã đưa tin, phương hướng đoạn tin tức này truyền đến, là thánh tử điện Trần Nhạc Giao, hẳn là nàng tiếp thu được triệu nhã cầu cứu, sau đó lợi dụng phương pháp đặc thù truyền tới. Ngọc Bài đưa tin bởi vì không chịu nổi lực lượng, từ đó nổ tung. Đến cùng chuyện gì xảy ra? để nàng gấp gáp đưa tin như vậy, không có dấu hiệu nào. Nàng không phải thiếu cung chủ ư, chẳng lẽ băng nguyên cung xuất hiện biến cố. Lão sư, trương cửu tiêu vội vàng nhìn tới. Đại sư tỷ ngươi xuất hiện biến cố, ta phải đi cứu nàng. Hít mắt lại, trương huyền đứng thẳng sống lưng, như một cây cột trụ trời, áp lực lớn hơn nữa ở trước mặt, cũng không hề sợ hãi. Mặc dù không biết triệu nhã đã trải qua cái gì, nhưng thân là lão sư của nàng, đối phương xuất hiện nguy hiểm, dù núi đao biển lửa cũng sẽ không nhăn lông mày. Cứu nàng, làm sao cứu? Trương Cửu Tiêu tràn đầy lo lắng. Thân phận của vị đại sư tỷ này, hắn đã biết, Đường Đường băng nguyên cung thiếu cung chủ, thực lực không yếu hơn hắn cũng ứng phó không được, xông tới, thật sự có phương pháp sao? Mấu chốt nhất là, đối phương chỉ nói bốn chữ, chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, làm lão sư, cũng sẽ không để nàng nhận một chút tổn thương, nàng như vậy người cũng như vậy, đây là vi sư hứa hẹn. Biết đối phương nghĩ cái gì, Trương Huyền nói một tiếng, bàn tay lăng không chảo một cái, điện chủ lệnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trước đó còn cảm thấy một lần truyền tống, không có tác dụng quá lớn, hiện tại xem ra thực sự quá lớn. Lông mày Trương Huyền nâng lên. Điện chủ lệnh mở ra đạo phong ấn thứ hai, có thể truyền tống đến bí cảnh đặc thù ở Thánh Tử Điện, vốn cho rằng là công năng gân gà, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy mới vừa rồi là Trần Nhạc Giao truyền tin tức tới, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất định phải về Thánh Tử Điện trước, coi như tốc độ của kỳ lân thú vượt xa Thánh Thú của kiếm tần sinh, từ trương ra bay trở về, không có hơn nửa tháng là không thể nào làm được. Thời gian dài như vậy chạy tới, triệu nhã nhất định sớm đã rơi vào nguy hiểm, hết cách xoay chuyển. Bất quá có truyền tống trận này liền không giống, có thể nhanh chóng trở lại Thánh Tử Điện, không cần tiêu tốn thời gian. Trương Cửu Tiêu, Vi Sư đi trước, Ngươi cùng kiếm tần sinh nói một tiếng, sự tình đáp ứng hắn không có hoàn thành, thực sự xấu hổ, về sau có cơ hội, nhất định giúp giáo huấn vị hưng mộng kiếm thánh kia. Hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt điện chủ lệnh, trương huyền bàn giao. Kiếm tần sinh để hắn tới giúp một tay, đánh bại kiếm pháp trương gia, tuy đánh bại đám người trương húc, nhưng vẫn chưa cùng vị trương gia gia chủ kia tỉ thí qua, xem như không hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, lúc này triệu nhã nguy cấp, sự tình khác đều không để ý tới. Vâng, lão sư. Trương cử Tiêu vội vàng gật đầu. Cố nén trong đầu mê muội, Trương Huyền không nói thêm lời, điều động lực lượng trong cơ thể, bỗng nhiên đưa vào điện chủ lệnh, truyền tống trận ẩn chứa trong đó thời gian nháy mắt liền bị kích hoạt. Ông, một đạo quang mang lập tức bao phủ hắn ở bên trong. Kỳ lân thú, thanh long thú, ngoan nhân, đi. Hét lớn một tiếng, lăng không chảo một cái. Phần phật. Chương 2807, đuổi giết Trương Huyền 2. Hai đại thánh thú cùng ngoan nhân thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, cái bóng của Trương Huyền cũng biến thành phai mờ, ngay sau đó biến mất không thấy. Đáng ghét, dị linh tộc nhân, hắn là dị linh tộc. Bên này vừa biến mất, bên kia đại trưởng lão bị đập vào mặt đất bỗng nhiên chui ra, gào lên một tiếng, sắp điên cuồng. Vừa rồi đầu lâu đập ở trên mặt hắn, tuy không biết là cái gì, nhưng trong đó ẩn chứa huyết mạch tinh thuần của Hoàng thất dị linh tộc vẫn có thể nhìn ra được. Nói cách khác, đối phương không chỉ là Vu hồn sư, còn dùng thủ đoạn dị linh tộc. Danh sư, Vu hồn sư, dị linh tộc, có thể làm được điểm này, chỉ có cường giả dị linh hoàng thất. Bởi vậy, thân phận của Trương Huyền này cũng vô cùng sống động. Tuyệt đối là cường giả dị linh hoàng thất Ngụy Trang, khó trách vừa đến Trương gia liền phá hư, nhất định chơi phế bọn hắn. Dị linh tộc cùng nhân tộc thù hận tuyệt không phải một hai câu đơn giản là có thể hóa giải. Lao ra mặt đất, thần thức của đại trưởng lão lan tràn, điều tra bốn phía, muốn tìm kiếm Trương Huyền, đáng tiếc, chung quanh yên tĩnh, nào có nửa cái bóng người. Hắn ở đâu? Nhìn về phía Trương Cửu Tiêu, sát cơ sôi trào, hắn tận mắt thấy hậu bối gia tộc này cùng đối phương ở chung một chỗ. Lão, Trương Sư đã sử dụng truyền tống trận rời đi. Trương Cửu Tiêu vội vàng nói. Điều đó không có khả năng đại trưởng lão xứng sờ, trong mắt để lộ ra tơ máu. Truyền tống trận, không nói trước sắp đặt ra cần nắm giữ thực lực vượt qua thánh vực cửu trọng, mỗi lần kích hoạt, cũng phải hao phí đánh đổi cực lớn, tuy trương ra có, nhưng không dễ dàng sử dụng, hắn làm sao có thể truyền tống rời đi. Truyền tống trận, trận pháp sư cửu tinh có thể sắp đặt, nhưng dính dáng không gian bí ẩn, mỗi một lần sử dụng, tiêu tốn đánh đổi đều quá lớn, coi như trương ra bọn họ loại đại lục đệ nhất gia tộc này cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không, gia chủ cũng không có khả năng ngồi thánh thú rời đi. Cái tên này, làm sao có thể dùng thứ này rời đi? Là thật truyền tống rời đi, vừa rồi ta tận mắt thấy không gian ba động. Trương vô trần bay tới. Bị lôi điện bổ một hồi, trọng thương, lúc này mới khôi phục lại. Tuy có thể phi hành, nhưng trong cơ thể tổn thương quá nặng, không có 10 ngày nửa tháng khôi phục, muốn trở lại đỉnh phong là không thể nào. Tu vi, tuổi tác như thế, liền nắm giữ loại trận pháp nghịch thiên này, nhất định là dị linh hoàng thất không thể nghi ngờ. Nghe được Trương Vô Trần xác nhận, lần nữa tìm một lần, phát hiện Trương Huyền này quả thực biến mất không thấy hình bóng, đại trưởng lão cắn chặt hàm răng, thanh âm khàn khàn. Trước đó nếu như nói, còn không xác thực mà nói, lần này tuyệt đối có thể xác định. Không tới 20, liền có thực lực mạnh mẽ như vậy, nắm giữ năng lực phu hồn, thi triển ra thủ đoạn dị linh tộc Hiện tại càng ở Trương gia sử dụng truyền tống trận, không cần nghĩ, nhất định là hoàng giả dị linh tộc, hơn nữa thân phận không thấp. Dương sư lại thu dị linh tộc làm học sinh, quả thực sai lầm nghiêm trọng. Trương vô ngân ta, truyền đại trưởng lão lệnh, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người Trương gia, nhất định phải toàn lực đuổi giết Trương Huyền, một khi bắt được, giết chết không cần luận tội. Hàm răng cắn chặt, gào thét một tiếng. Ông, kèm theo lời này, một lệnh bài bay lên không. Vầng sáng nhàn nhạt, nhạt lan tràn bốn phía, vang vọng toàn bộ Trương gia. Trong nháy mắt, tất cả con cháu nắm giữ huyết mạch Trương gia đều nghe được mệnh lệnh. Đại trưởng lão lệnh, gần với gia chủ lệnh, một khi sử dụng ra, tất cả tử đệ gia tộc nhất định phải tuân theo mệnh lệnh, không thể vi phạm. Toàn lực đuổi giết Trương Huyền. Thời điểm mọi người ở đây đều chấn kinh mệnh lệnh này, một thanh âm nữ tử mang theo tức giận chậm rãi vang lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trương Vô Ngân gan chó của ngươi thật là lớn. Chương 2808, Dương sư xuất quan 1. âm âm Thanh âm kết thúc, ngay sau đó đám người liền cảm thấy trên không có uy áp đánh tới, ngay sau đó một nữ tử trung niên, tay cầm trường kiếm, thẳng tắp bay tới. Còn chưa tới trước mặt, kiếm khí liền vào cốt, tựa như muốn xé nát huyết nhục con người. Mộng kiếm thánh, cảm nhận được cố kiếm khí này, ra đầu của đại trưởng lão nổ tung, vội vàng ôm quyền, chẳng qua còn chưa kịp nói, kiếm mang đã đi tới trước mặt. Bành! Chỉ thoáng cái, đại trưởng lão bay ra ngoài, đập ra một cái hố to, ngực xuất hiện một vết thương máu chảy rầm rề. Ngươi! Không nghĩ tới vị gia chủ phu nhân này vừa về, không nói hai lời, liền trực tiếp động thủ, đại trưởng lão tức sắp bùng nổ, giấy ruộng đứng dậy, lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện, lăng không đâm tới. Mấy ngày không thấy, lá gan lại mập, dám động thủ với ta. Nữ tử hơi dương tú mi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vũ động. Xì 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 xì. Đại trưởng lão tựa như lập tức lâm vào trong kích lưu, không ngừng xoay tròn, lô kiếm trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng phun ra. Dù thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt kiếm pháp của đối phương, vẫn không đáng chú ý, bị nhẹ nhõm nghiền ép. Bành. Sau một khắc, sống lưng của đại trưởng lão kề sát tường đổ, từng ngụm từng ngụm thổ huyết, vẻ mặt trắng bệch bị xét đánh thật lâu, lại cùng kỳ lân thú, thanh long thú chiến đấu, đã sớm bị trọng thương, lúc này lại bị kiếm khí của đối phương nghiền ép, chỉ cảm thấy toàn thân dã rời, một chút lực lượng cũng không có. Khủ khủ, phu nhân, dừng tay đi. Ngay sau đó, một thanh âm xấu hổ vang lên, một vị trung niên rơi xuống. Gia chủ, chung quanh tất cả trưởng lão nhìn người nọ, tất cả đều đồng loạt ôm quyền. Chính là trương gia gia chủ, cha của tiểu thiên tài hưng kiếm thánh hai người bọn họ biết trương huyền ở trương gia đã dùng hết toàn lực chạy về thời gian rút ngắn không ít có điều vẫn đã muộn dừng tay ngươi không nghe thấy mệnh lệnh kia sao vẻ mặt của mộng kiếm thánh âm u đôi mì thanh tú nâng lên ta nghe được cho nên mới không ngăn cản ngươi nhìn bộ dáng của hắn bây giờ tiếp tục đánh nữa đoán chừng sẽ chết vẫn là trước hỏi thăm một lần đến cùng chuyện gì xảy ra lại nói sau gãi gãi đầu cười cười xấu hổ, hưng kiếm thánh nói. Hừ, mộng kiếm thánh hất tay áo, chẳng muốn nói nhiều, thấy nàng không nói thêm lời, hưng kiếm thánh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão cách đó không xa. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao hạ đại trưởng lão lệnh, chém giết Trương Huyền? bẩm báo gia chủ, Trương Huyền này đi tới Trương gia liền trắng trợn phá hư, hủy hoại Trương gia chỉ trong chốc lát. Đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ mới ra lệnh. Trương vô trần vội vàng ôm quyền. Trắng trợn phá hư. Hưng kiếm thánh sửng sốt một chút, chỉ bốn phía. Người ý tứ, những phế tích này, đều là kiệt tác của hắn. Vừa đến, hắn liền thấy toàn bộ trương gia đổ sụp, đang kỳ lạ chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới là trương huyền kia làm. Không sai, là hắn. Trương vô trần cắn răng. Cơ nghiệp vạn năm của trương gia chúng ta a à hát. Cái này hưng kiếm thánh ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn về phía thê tử. Điểm ấy giống ngươi. Thê tử của hắn rất thích phá hư, sau khi gả vào trương gia, thường xuyên huyên náo toàn cả gia tộc không an ổn, không nghĩ tới. Trương huyền này, chỉ có hơn chứ không kém, công lực phá hư dường như nâng cao một bước. Không phải là một chút kiến trúc sao, làm sập, liền muốn giết người. Đây là phong độ của trương gia các ngươi, tin hiện tại ta phá hủy tổ miếu của bọn ngươi hay không? chương 2809, Dương Sư xuất quan 2. Đôi mi thành tú nâng lên, toàn thân mộng kiếm thánh vây quanh kiếm khí. Cái ngoạn ý gì nha? Chẳng phải làm sập chút kiến trúc ư? Có cái gì quá sao? Tin hiện tại ta bới mộ tổ của bọn ngươi hay không? Cái này, không phải sự tình kiến trúc. Đại trưởng lão rốt cuộc tính lại, nhìn thấy khí thức của mộng kiếm thánh, biết nữ nhân này cái gì cũng dám làm, không giải thích rõ ràng, thực sẽ phá mộ tổ của bọn họ, trên mặt nghẹn thấu hồng vội vàng giải thích vậy là chuyện gì mộng kiếm thánh híp mắt lại là ta biết người nghĩ cái gì nhất định là cảm thấy trương huyền này là hắn nói thật cho người biết không phải ta đã đo lường qua huyết mạch cùng linh hồn của hắn cùng trương gia không có chút quan hệ nào biết ý nghĩ của đối phương đại trưởng lão nói huyết mạch hừ người có mặt mũi nói huyết mạch mộng kiếm thánh cười lạnh coi như không nói huyết mạch ta tận mắt nhìn thấy tên này, thi triển ra vu hồn chi thuật, càng thi triển ra bảo vật dị linh tộc. Đoán không sai, hắn vô cùng có khả năng không phải nhân tộc, mà là dị linh tộc. Cắn răng một cái, đại trưởng lão nói: vu hồn chi thuật, bảo vật dị linh tộc. Hưng kiếm thánh, mộng kiếm thánh nhìn nhau, mỗi người sững sờ. Vốn bọn họ đều cho rằng trương huyền này nhất định là hài tử mất tích của bọn họ, không nghĩ tới lại là vu hồn sư. Không sai vu hồn sư vô cùng nham hiểm, điểm ấy không cần ta nói nhiều, các người cũng biết, hắn vu hồn ly thể, bị ta nhìn rõ ràng, lại thi triển ra bảo vật dị linh tộc công kích ta, cái hố sâu này là bảo vật kia đập ra, không tin các người có thể nhìn, trong đó còn có sát lục chi khí của dị linh tộc xoay quanh. Đại trưởng lão chỉ về phía trước, hai người vội vàng nhìn qua, trước mắt hố to chừng hơn trăm mét, tuy phía dưới đều là phế tích, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, quả thực có thể thấy được trong đó kích động khí tức dị linh tộc. Pháp bảo của dị linh tộc, cần sát lục chân khí mới có thể khởi động, nhân loại không cách nào sử dụng, có thể sử dụng, chẳng lẽ vị Trương Huyền này, thật không phải con của bọn hắn, mà là một dị linh tộc. Cái này đích xác là khí tức của dị linh tộc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xác nhận một chút, Hưng Kiếm Thánh nhịn không được hỏi. Là như vậy. Đại trưởng lão vội vàng nói sự tình kiếm thuật khiêu chiến, tên này đột phá dẫn tới lôi kiếp một lần nhập hư kiếp dẫn tới lôi đình to lớn hơn vũ không kiếp nghe giải thích nhìn đầy đất bị xét đánh qua hưng kiếm thánh một ngạt nếu như con của hắn còn sống tuyệt đối là thiên tài tuyệt đỉnh nhưng lĩnh vực cảnh liền thu hút đến lôi kiếp lớn như vậy mấu chốt còn thuận lợi vượt qua chỉ sợ còn làm không được chẳng lẽ thật giống như đối phương nói là một dị linh tộc ngụy trang hắn không phải học sinh của dương sư ư tìm dương sư hỏi một chút không được sao mộng kiếm thánh khẽ nói không sai tìm dương sư hỏi thăm hưng kiếm thánh nhẹ gật đầu bất quá dương sư đang bế quan tạm thời không tiện quấy dày ầm ầm lời còn chưa dứt một đạo khí thức mạnh mẽ xông thẳng lên trời chèn ép bốn phía lặng ngắt như tờ dương sư xuất quan cảm nhận được cỗ lực lượng này con mắt mọi người đồng thời sáng lên vội vã bay đi ngay sau đó nhìn thấy một lão giả lơ lửng giữa không trung bên ngoài thân lực lượng sáng tối chập trờn, không biết đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Dương Sư, nhìn thấy người này, mọi người ôm quyền. Ừm, Dương Sư mỉm cười. Dương Sư, tại hạ có sự tình muốn hỏi, có một người trẻ tuổi gọi Trương Huyền, tự xưng học sinh của ngươi, không biết ngươi thu lúc nào. Hàn Huyên đôi câu, đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Trương 2810, không phải học trò của ta một. Ta chỉ có một học sinh, phùng tử giật, không biết trương huyền nào cả. Dương sư lắc đầu, không biết, mọi người đều xứng sờ, đặc biệt là đại trưởng lão cùng trương vô trần, nhìn nhau, đồng thời trợn mắt lên. Bọn họ kỹ càng điều tra qua, vị trương huyền này, từ vừa mới bắt đầu, liền bày tỏ là học sinh của Dương huyền, nhận được thân truyền, không nghĩ tới Dương sư căn bản không biết. Đúng vậy, mấy năm nay ta một mực bận rộn, không có thời gian thu học sinh, các người cũng không phải không biết, làm sao vậy? Có người tự xưng học sinh của ta? Dương sư nghi ngờ nhìn qua. Vâng, có người gọi Trương Huyền, tự xưng là đệ tử thân truyền của ngươi, mới vừa rồi còn ở Trương gia đại náo. Đại trưởng lão vội nói. Giả mạo thân truyền của ta, thật sự là to gan, tên này ở chỗ nào, ta thật muốn nhìn một chút, ở đâu ra dũng khí? Hất ống tay áo, vẻ mặt Dương sư âm u. Danh sư Đại Lục sư đạo truyền thường nghiêm khắc, không có lễ bái sư. Giả mạo học sinh cùng lão sư đều là vi phạm quy tắc. Bế quan nửa năm, liền có người giả mạo học sinh, nghe lời nói của đối phương, còn tới chỗ này gây chuyện, đã chạm đến danh giới cuối cùng. Hắn đã truyền tống rời đi. Khuôn mặt xấu hổ, đại trưởng lão vội vàng nói, "Truyền tống rời đi, chuyện gì xảy ra?" Dương sư cau mày, rơi vào đường cùng, đại trưởng lão lại nói rõ chi tiết một lần. "Ngươi nói, một tiểu tử lĩnh vực cảnh" tùy tiện chống lại vũ không kiếp, còn dùng kiếm pháp đánh bại tất cả thiên tài của trương gia các ngươi, các loại chức nghiệp thư họa, thuần thú, khải linh, giám bảo cũng không có người địch lại. Dương sư sừng sốt. Vâng. Đại trưởng lão gật đầu. 20 tuổi nắm giữ một hai năng lực cao cường, ngược lại cũng thôi, nhiều như vậy, hơn nữa thiên phú lại cao như vậy, ta nghi ngờ là dị linh tộc ngụy trang. Hoàng giả dị linh tộc ngụy trang xác thực rất khó phân biệt. Bất quá, Thật sự là dị linh tộc mà nói, chắc chắn sẽ không lộ liễu như vậy. Dương sư lắc đầu, không đồng ý cách nhìn của đối phương. Dị linh tộc, ngụy trang thành nhân loại, để danh sư Cử Tinh cũng nhìn không ra, nhất định hao tốn vô số, che giấu cũng không kịp, sao có khả năng làm loạn khắp nơi, làm cho toàn bộ trương gia gà bay chó chạy. Làm như vậy chẳng phải tương đương bại lộ bản thân, ngụy trang lại có ý nghĩa gì? Không phải dị linh tộc, làm sao biết thủ đoạn vu hồn sư? lại có thể thi triển ra pháp bảo dị linh tộc. Đại trưởng lão nói, giả mạo học sinh của ta, còn biết thủ đoạn vu hồn sư, chạy đến nơi đây làm loạn. Cái tên này có ý tứ, ta rất muốn gặp mặt một lần, các người có biết hắn lợi dụng truyền tống trận, truyền tống đến nơi nào? Mỉm cười, dương sư tràn ngập tò mò. Không biết, đại trưởng lão lắc đầu. Nếu như trận pháp còn có lẽ có thể suy đoán ra, nhưng trận pháp của đối phương cực kỳ cao minh, Xem như hắn cũng điều tra không ra mảy may, chớ nói chi là truyền tống đến nơi nào. Không biết. Dương sư nhíu mày. Hắn truyền tống ở nơi nào, dẫn ta nhìn một chút. Đám người đại trưởng lão không nói thêm gì nữa, vội vàng dẫn đường, thời gian không dài đi tới địa phương vừa rồi Trương Huyền truyền tống rời đi. Đứng tại chỗ, Dương sư cúi đầu nhìn một cái, lông mày càng nhăn càng chặt, một lát sau nhìn lại. Đối phương sử dụng là một vật bộ dáng giống như lệnh bài. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trước mặt mọi người xuất hiện một hư ảnh lệnh bài, nhàn nhạt phóng ra ánh sáng kim sắc. Không sai, chính là bảo vật này, chặn lại kiếm khí của ta, ít nhất cũng là thánh khí tuyệt phẩm. Đại trưởng lão gật đầu. Trước đó hắn dùng kiếm khí chém giết đối phương, bị lệnh bài của đối phương ngăn cản, liếc mắt liền nhận ra, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Chương 2811, không phải học trò của ta hai. Cái này nghe hắn xác nhận chân mày của dương sư nhíu chặt hơn dương sư nhận ra lệnh bài này thấy biểu tình của hắn đại trưởng lão hỏi nào chỉ nhận ra nếu như đối phương lấy ra đồ vật bộ dáng đúng như ngươi nói như vậy hắn chính là nói đến đây dừng lại một chút cuối cùng dương sư khoát tay áo được rồi trước không nói chờ ta tận mắt nhìn thấy mới có thể xác nhận điện chủ lệnh của thánh tử điện dính dáng quá lớn coi như hắn là thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, cũng không dám nói bừa. Lệnh bài này, do khôi thánh tự mình làm, nếu thật là dị linh tộc ngụy trang, nhất định có thể nhìn ra, tuyệt không có khả năng xuất hiện sơ suất lớn như thế. Lão gia, người xuất quan, đang trầm tư, chỉ thấy hồ nhất phi vội vã bay tới. Ừm, dương sư gật đầu, nhíu mày. Chuyện gì, khẩn trương như vậy? Ánh mắt của hắn như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra quản gia đầy bụng tâm sự bẩm báo lão gia là như vậy ta ở thánh tử điện phát hiện một vị học viên gọi là trương huyền trong cơ thể nắm giữ tiên thiên thai độc lúc trước ta lưu lại hồ nhất phi vội vàng nói tiên thiên thai độc tiểu thiên tài trương gia dương sư sững sờ vội vàng nhìn về phía đám người hưng kiếm thánh cũng cảm thấy có chút hồ đồ tiểu thiên tài trương gia thánh tử điện điện chủ vu hồn sư dị linh tộc học sinh của hắn cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao có thể có nhiều thân phận như vậy thân phận học trò của ta là giả như vậy thân phận khác khả năng cũng không phải thật hai người các ngươi bình tĩnh đừng nóng tình huống tiểu thiên tài năm đó chúng ta đều rõ ràng cơ hội sống sót cực kỳ xa vời hắn đã xuất hiện không bằng ta trước đi nhìn một chút gặp mặt một lần là thật hay giả toàn bộ liền sáng tỏ trầm ngâm phút chốc dương sư nói ta cũng muốn đi mộng kiếm thánh cắn răng không gặp mặt một lần ta sẽ không cam lòng. Nhiều năm như vậy, thật vất vả có tin tức xác thật, dù đám người đại trưởng lão xác nhận, cùng nhi tử của nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng không tận mắt xác nhận, nàng không cam tâm. Cũng tốt, tiên thiên thai độc của Hồ Nhất Phi, không có khả năng phạm sai lầm, tên này lại họ Trương, từ cổ địa mà đến, tất cả mọi thứ đều khá phù hợp, không gặp mặt một lần, quả thực khó mà tiếp nhận. Biết tâm tình của đối phương, Dương sư nhẹ gật đầu. Dương sư có biết Hắn truyền tống tới nơi nào hay không? Thấy bộ dáng của hắn, hương kiếm thánh hỏi. Nếu như đại trưởng lão không nhìn lầm bộ dáng của lệnh bài kia, đi nơi nào, ta đã biết. Dương sư nhẹ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, là về thánh tử điện. Về thánh tử điện. Ra mặt hương kiếm thánh co lại. Nghe được hồ nhất vi nói, hắn cùng vợ sông về phía thánh tử điện, đi đến nửa đường, nghe nói vị trương huyền này ở trương gia, mới trở về người ta lại về thánh tử điện vận may cũng quá xui xẻo đi mỗi một lần đều vừa vặn bỏ lỡ đúng vậy thánh tử điện là cấp dưới của danh sư đường trương gia không có truyền tống trận nối thẳng tới như vậy đi ta trước truyền tống đến tổng bộ danh sư đường sau đó lại từ tổng bộ đi qua tuy đi vòng một lần nhưng trong một ngày hẳn có thể tới so với phi hành thì nhanh hơn không ít trần chờ một chút dương sư nói tổng bộ danh sư đường nắm giữ truyền tống trận đi các nơi trương gia không có thẳng tới, chỉ có thể đường vòng. Bất quá xem như đường vòng, một ngày cũng có thể tới, so với hơn nửa tháng phi hành thì nhanh hơn nhiều. Tốt, Dương Sư, hai vợ chồng chúng ta đi cùng ngươi. Hưng kiếm thánh gật đầu. chương 2812, cửu U Bí Cảnh 1. Một. một hồi choáng váng, cả người không ngừng chóng mặt, Trương Huyền rơi trên mặt đất. Quá trình truyền tống, giống như là hơn một năm, lại giống như qua một giây, trước mắt đủ loại tình cảnh không ngừng biến hóa không gian cũng đang không ngừng vặn vẹo qua wow, há miệng phun ra qua thật lâu mới tĩnh lại khó trách truyền tống trận không cách nào phổ cập thực lực hơi yếu căn bản không chịu nổi điều chỉnh một hồi cảm thấy thoải mái một chút nhớ tới vừa rồi trải qua mặt không khỏi cười khổ vốn nghĩ tổng bộ danh sư đường có thể ở các nơi của đại lục xây dựng phân bộ danh sư đường vì sao không thể xây dựng truyền tống trận cảm thụ một lần mới hiểu được không phải người nào cũng có thể ngồi. Thân thể của hắn đã có thể so với thánh khí tuyệt phẩm cũng suýt chút nữa không chịu nổi, người bình thường dù tu vi đạt đến thánh vực bát trọng, đột nhiên đi vào, chỉ sợ cũng bị quấy thành bụi phấn, chết cũng không biết chết như thế nào. Đây là đâu? Vu hồn cùng thân thể không dung hợp, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, có điều biết lúc này không phải thời điểm trì hoãn, chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía. Căn cứ tin tức trên điện chủ lệnh đến xem nơi này hẳn là bí cảnh lúc trước khôi thánh lưu lại, các đời chỉ có thánh tử điện điện chủ mới có thể đi vào, thậm chí không phù hợp hai điều kiện trước cũng không vào được. Quả nhiên là không gian gấp. Nhìn một hồi, phát hiện lực lượng không gian nơi này yếu kém hơn bên ngoài, quả thực là không gian gấp, linh khí cũng không có nồng đậm như bên ngoài. Chỗ hắn đứng là một nơi hình nón cụt, trong này bố trí trận pháp cực kỳ cao minh, có thể để hắn từ trương ra, cách nhau mấy trăm vạn cây số, truyền tống đến nơi này, đủ thấy lực lượng to lớn. Đi ra hình nón cụt, chậm rãi tiến lên, rất nhanh phát hiện một đình viện màu xanh biếc, cây cối rậm rạp, dòng nước róc rách, cho người ta một loại cảm giác thế ngoại đào nguyên. Đi vào đình viện, ngay sau đó nhìn thấy một bia đá đứng sừng sững ở trước mặt, phía trên điêu khắc bốn chữ lớn. Cửu U thần đồng, nhìn bia đá, dưới chữ lớn tràn đầy phù văn thật nhỏ, kỹ càng miêu tả quỹ tích vận hành của bộ đồng pháp này tại. So với trước đó khôi thánh truyền thụ càng thêm kỹ càng hoan nghênh đi tới cửu u bí cảnh liếc nhìn một cái thu nội dung bên trong vào trong óc ngay sau đó nghe được một thanh âm nhàn nhạt vang lên khôi thánh nghe được thanh âm trương huyền nhịn không được ngắm nhìn bốn phía chính là thanh âm của khôi thánh không cần tìm nơi này chỉ có một đạo ý niệm của ta đã không cách nào biểu hiện thân hình dường như biết động tác của hắn thanh âm có chút tiêu điều có thể đi tới nơi này nói rõ đã phá giải hai đạo phong ấn có đầy đủ thực lực tu luyện cửu u thần đồng. Đầy đủ thực lực. Không sai, trước đó tuy cho người phương pháp tu luyện cửu u thần đồng, nhưng không tỉ mỉ, không cách nào tu luyện thành công. Làm như vậy, cũng không phải cố ý khó xử, mà là muốn thần đồng tu luyện tới cảnh giới nhất định, không chỉ cần công pháp, còn phải có môi trường đặc thù phù hợp với nhau. Nếu không, chỉ bằng vào xa rời thực tế, rất khó hoàn thành. Thanh âm của Khôi Thánh tiếp tục nói. Môi trường đặc thù. Trương Huyền kỳ lạ, tu luyện nhãn thuật mà thôi, môi trường có thể có trợ giúp gì? Cửu U thần đồng, trời có cửu trọng, cửu U thần đồng, muốn luyện thành, nhất định phải có môi trường như địa ngục, như vậy mới có thể kích thích hai mắt, kích phát ra lực lượng mạnh hơn, cái bí cảnh này chính là chuyên môn vì bộ nhãn thuật này mà sáng tạo. Biết hắn không hiểu, Khôi Thánh giải thích. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Chương 2813, Cửu U bí cảnh 2 nhìn qua vô số công pháp bí tịch biết một chút công pháp đặc thù cùng môi trường dung hợp tu luyện hiệu quả càng tốt tỷ như một chút pháp quyết hỏa thuộc tính ở trong dung nham tu luyện làm ít công to băng thuộc tính ở trong nước băng hàn có thể có tiến bộ tốt hơn cửu u thần đồng nếu là bí tịch không kém gì diễn không thiên thư tu luyện nhất định không dễ dàng như vậy nếu không cũng không đến mức để các đời điện chủ khó mà hoàn thành bí cảnh chứa mê trận huyễn trận trận pháp ẩn nấp tuy không nguy hiểm nhưng tiến vào bên trong không có nhãn lực cao sẽ không cách nào phá mê chướng tìm được đường ra cửu u thần đồng chính là để nhãn lực của ngươi tinh tiến tìm ra sơ hở của những địa phương này thanh âm của khôi thánh tiếp tục vang lên nơi này là lão sư lưu lại nhãn thuật cũng có các đời điện chủ lưu lại tâm đắc ngươi có thể học tập tham khảo nhưng muốn tu luyện thành công còn cần có bản thân cảm ngộ phần phật tiếng nói kết thúc lại có mấy bia đá xuất hiện, đứng sừng sướng ở cách đó không xa. Trương Huyền nhìn những bia đá này, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy tâm đắc cùng trải nghiệm tu luyện. Chính xác. Thu vào trong óc, hô khẽ một tiếng. Phần Phật, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng mở ra, Trương Huyền than thở một tiếng. Không hổ là nhãn thuật đỉnh phong nhất, cho dù dung hợp những cảm ngộ này, cách thiên đạo cấp vẫn kém một đoạn rất lớn. Tuy không có đạt tới thiên đạo cấp nhưng dung hợp nhiều kiến thức như vậy, tốc độ tu luyện sẽ trở nên rất nhanh, chỉ là. Đối với con mắt vẫn có tổn thương rất lớn, nói cách khác, muốn tu luyện tới đỉnh phong nhất, vẫn có tỷ lệ biến thành người mù. Sở dĩ không có tu luyện cửu u thần đồng, là bởi vì trong đó có thiếu hụt cực lớn, hơi không cẩn thận, sẽ dẫn đến hai mắt mù. Cho dù lúc trước khổng sư thân truyền, người sáng tạo cửu u thần đồng, bốc thương cổ thánh, cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn cũng không muốn bước theo gót đối phương. Ta tạm thời còn không có ý định học tập nhãn thuật, có thể để cho ta rời đi nơi này trước hay không? Lần nữa nghiên cứu một lần, quả thực không có biện pháp tốt, Trương Huyền mở miệng nói. Rời đi, cửu u bí cảnh chỉ có cơ hội tiến vào một lần, không ở nơi này tu luyện nhãn thuật tới cảnh giới thứ tư, về sau còn muốn tiến bộ, chỉ sợ rất khó. Không nghĩ tới hắn vừa đến liền ra ngoài, ngay cả bí cảnh cũng không có nhìn thanh âm của khôi thánh mang theo kỳ lạ. Này liên quan tới vị trí thánh tử điện điện chủ, đối phương cự tuyệt quá nhanh đi. Học sinh của tại hạ gặp phải nguy hiểm, làm lão sư, không thể chỉ chú ý bản thân tu luyện, mà không để ý an nguy của nàng, mong được tha thứ. Trương huyền ôm quyền, triệu nhã sinh tử chưa biết, hắn không có thời gian ở đây tiêu hao, nhất định phải nhanh tìm được Trần Nhạc Giao, hỏi rõ ràng tình huống, nghĩ biện pháp cứu người, học tập nhãn thuật này, coi như không thương tổn con mắt, sợ rằng cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài, quả thực không có tinh lực trì hoãn. Học sinh gặp nạn. Khôi Thánh dừng lại một chút. Ngươi khẳng định muốn mất đi một lần cơ hội duy nhất. Vì học sinh của ngươi. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Chỉ cần triệu nhã an toàn, cửu u thần đồng, cùng lắm thì không học, thánh tử điện điện chủ, cùng lắm thì không làm. Tuy thân phận thánh tử điện điện chủ đối với hắn cưới lạc nhược hy có chỗ tốt cực lớn, nhưng nếu như bởi vậy hy sinh tính mạng học sinh, chắc chắn sẽ không làm. Có thể vì học sinh từ bỏ nhiều như vậy, ngươi là lão sư tốt. Yên lặng hồi lâu, thanh âm của khôi thánh tiếp tục vang lên. Nhưng quy củ sẽ không sửa đổi, bí cảnh vẫn chỉ có thể vào một lần, một khi ra ngoài, sẽ không cách nào trở về. Bất quá, thân là lão sư, có thể vì học sinh bỏ qua nhiều như vậy, đáng giá tôn kính, nếu như ngươi ở ngoại giới có thể lĩnh ngộ nhãn thuật cảnh giới thứ tư, cầm điện chủ lệnh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cảm ngộ cảnh giới thứ năm. chương 2814, khoảng cách quá xa một. Cơ hội cảm ngộ cảnh giới thứ năm. Trương Huyền sửng sốt. Không sai, minh lý chi nhãn cảnh giới thứ năm là thế giới trong mắt, giả lập thiên địa, thi triển ra, cường giả trên thánh vực cửu trọng cũng sẽ rơi vào trong đó, tựa như đi vào địa ngục, lại khó luân hồi. Năm đó lão sư bốc thương cổ thánh thi triển ra, diệt đi trăm vạn dị linh tộc. Có thể xưng thần thoại. Cảnh giới này, dưới tình huống bình thường, không ở cửu u bí cảnh, là không cách nào trải nghiệm. Nhưng ngươi vì cứu người, lo lắng rời đi, ta có thể cho một cơ hội. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ đến tứ trọng kim cương nộ mục, phục hổ hàng ma, liền có thể kích hoạt cấm chế trên điện chủ lệnh, ban tặng ngươi cơ hội cảm ngộ ngũ cảnh. Đương nhiên, chiều này không thể tùy tiện sử dụng, hao tổn quá lớn không nói, trọng yếu nhất là rất dễ dàng tạo thành sát lục. Thanh âm của khôi thánh tiếp tục vang lên. Đa tạ tiền bối, trương huyền ôm quyền. Tuy hắn chưa hẳn sẽ học cửu u thần đồng, nhưng đối phương cho một cơ hội như vậy, xem như chiếu cố cực lớn. Danh sư đại lục, đối với sư đạo truyền thừa vô cùng coi trọng, mặc kệ là học sinh vì lão sư, hay lão sư vì học sinh, đều sẽ được ca tụng, đáng giá kính trọng. Trương huyền vì học sinh, từ bỏ cơ hội học tập, Đối với một vị chuyển điện chủ mà nói, hy sinh cực lớn, dù sao mất đi bí cảnh tu luyện, vô cùng có khả năng cả một đời không thể để Minh Lý chi nhãn tiến lên đến cảnh giới thứ tư, thậm chí cả một đời cũng khó có khả năng trở thành điện chủ chân chính. Đây là lựa chọn của chính ngươi, không cần cảm ơn ta. Muốn rời khỏi rất đơn giản, lần nữa trở lại chỗ cũ, nắm chặt điện chủ lệnh, liền sẽ tự động truyền tống ra ngoài. Khôi Thánh nói. Đa Tạ. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm không chút do dự xoay người đi đến viên đài lấy ra điện chủ lệnh nhẹ nhàng siết chặt ông một đạo lực lượng không gian xé rách sau một khắc lần nữa vụt qua người đã biến mất tại nguyên chỗ thân là sư giả phải có lòng dạ bao la có thể vì học sinh bỏ qua có lẽ vị này thật có thể trở thành một điện chủ xuất sắc dẫn đầu thánh tử điện đi càng xa thấy hắn không có chút nào ngừng lại rời đi thanh âm cảm khái của khôi thánh chậm rãi vang lên lòng dạ một người quyết định thành tựu của hắn vị trước mắt này có thể vì học sinh làm được bản tâm không rời nên bỏ vứt bỏ liền bỏ qua chỉ bằng vào điểm ấy về sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng vượt qua các đời điện chủ cũng chưa biết chừng Hô, không biết khôi thánh đánh giá trương huyền lần nữa rơi ở trên mặt đất lần này cũng không biết là truyền tống khoảng cách ngắn hay nguyên nhân khác cũng không có không thích ứng như trước đó cũng không có loại cảm giác thời gian dài rằng giặc Lắc lắc đầu từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Giống như phỏng đoán, đã trở lại thánh tử điện, ở trong phạm vi nội viện, khoảng cách tượng Khôi Thánh chứa xương ngực ngoan nhân không tính quá xa. Chẳng lẽ, cái gọi là cửu u bí cảnh kia ở trong pho tượng? Trương Huyền nhíu mày, đã xuất hiện ở đây, phạm vi bí cảnh chân chính, nhất định không xa, sẽ không phải khung xương của ngoan nhân cũng ẩn giấu ở trong tượng chứ? Mặc kệ trước đi tìm Trần Nhạc Giao, hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Biết không phải là thời điểm nghiên cứu cái này, lấy lệnh bài ra vào nội viện, đi tới địa phương riêng biệt, nhẹ nhàng vạch một cái. Tê lạp, không gian xuất hiện vết rách, bàn chân đạp mạnh, đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối, thánh tử điện cực kỳ yên tĩnh, dường như cũng không biết, trương gia ở cách mấy trăm vạn cây số, lúc này đã biến thành phế tích. Quyết định phương hướng nhanh chóng bay về phía chỗ ở của Trần Nhạc Giao, chỉ chốc lát đã tới trước mặt. Trương sư, ngươi, Trần Nhạc Giao giật nảy mình. Thời điểm đưa tin, còn ở bên ngoài trăm vạn cây số, vài phút liền xuất hiện ở bên cạnh, cho dù nàng trầm ổn cũng cảm thấy tràn đầy khó tin. Triệu nhã đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng muốn giải thích, Trương Huyền trực tiếp hỏi. Ta cũng không biết, vừa rồi đang tu luyện, nhận được thiếu cung chủ đưa tin khẩn cấp. Ta biết ngươi không ở thánh tử điện, đành phải dùng trận pháp truyền lại tin tức của nàng cho ngươi, không nghĩ tới chỉ nói mấy chữ, liền đứt mất. Trần Nhạc Giao lắc đầu, cũng mê man. Xem ra đến bây giờ nàng cũng mơ hồ, không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. chương 2815, khoảng cách quá xa hai. Trừ triệu nhã đưa tin, bên băng nguyên cung có tin tức gì không? Trần chờ một chút, Trương Huyền hỏi. Cùng thiếu cung chủ đứt mất tin tức, ta liền đưa tin cho các tỷ muội trong cung, lấy được tin tức là tất cả bình thường, không có xuất hiện biến cố, thiếu cung chủ cũng không có rời băng nguyên cung. Trần Nhạc Giao lắc đầu, có phải là tin tức sai lầm hay không? Không có khả năng. Trương Huyền lắc đầu, Triệu Nhã chắc chắn sẽ không đùa kiểu này với hắn, có thể cầu cứu, nhất định là gặp nguy hiểm. Vậy Trần Nhạc Giao không hiểu ra sao? Thiếu cung chủ địa vị ở băng nguyên cung gần với cung chủ nếu quả thật xuất hiện biến cố, sao có thể ngay cả tỉ muội trong cung cũng không biết. Nhưng nếu không có sự tình, cũng không có khả năng lo lắng truyền tin tức như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang ta đi băng nguyên cung. Không có trả lời đối phương, Trương Huyền trầm ngâm một chút, hít mắt lại. Đi băng nguyên cung. Trần Nhạc Giao sướng sờ. Hiện tại, ừm, Trương Huyền gật đầu. Băng nguyên cung cách nơi này mấy trăm vạn cây số, ngồi thánh thú thánh vực cửu trọng, cũng cần một tháng thời gian, nếu như thiếu cung chủ thật có nguy hiểm gì, lâu như vậy mới có thể đến, muốn cứu chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trần Nhạc Giao lo lắng. Băng Nguyên cùng cách thánh tử điện, so với trường gia còn xa hơn, ngồi thánh thú bay qua, cần hơn một tháng, thật xảy ra chuyện, lâu như vậy mới chạy tới, món ăn cũng đã lạnh. Một tháng. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Một tháng, quá lâu. Triệu Nhã có thể vội vã phát ra tin tức như thế, nhất định không kiên trì được lâu như vậy, nhưng khoảng cách xa như vậy nên làm cái gì? Trừ khi, Thánh Tử Điện có truyền tống trận đi băng nguyên cung không? Trương Huyền ngẩng đầu nhìn tới. Hắn sử dụng qua một lần truyền tống, tốc độ cực nhanh, một tháng lộ trình, mấy hơi thở liền có thể tới, nếu có thứ này, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cục diện trước mắt. Không có. Trần Nhạc Giao lắc đầu. Băng Nguyên cung chỉ ở mấy thế lực qua lại xây dựng truyền tống trận, còn thánh tử điện thì không có kết nối, lúc trước tỉ muội chúng ta đi tới, dựa vào là thánh thú phi hành. Truyền tống trận có thể trong nháy mắt truyền tống tu luyện giả đến nội địa một phương thế lực, trừ khi quan hệ giao hảo, nếu không, tuyệt không có khả năng xây dựng. Nếu không, bị người đồ diệt cũng không biết. Cách điểm truyền tống nơi này gần nhất là ở đâu? Trương Huyền nhìn qua, là thánh nhân viên ra, có điều, cách nơi này cũng có nửa tháng lộ trình. Trần Nhạc Giao suy nghĩ một chút nói. Nàng biết tâm tình của vị trước mắt này, nhưng mà Băng Nguyên Cung đứng sừng sững ở cực bắc của đại lục, căn bản không phải dễ dàng đi qua như vậy. Nửa tháng, vẫn quá lâu, nếu ngươi biết vị trí cụ thể của Băng Nguyên Cung, có phương pháp xây dựng một truyền tống trận hay không? Lông mày nhíu một cái, Trương Huyền nói. Chương 2816, trận pháp thiên đạo truyền tống 1. Thánh nhân viên ra, viên đào hẳn là ở đó, khoảng cách gần mà nói, đi mượn dùng truyền tống trận không có vấn đề quá lớn, nhưng nửa tháng lộ trình vẫn có chút xa. Đã nghĩ không ra những biện pháp khác, như vậy người khác có thể xây dựng truyền tống trận, vì sao hắn không thể xây dựng một cái, trực tiếp truyền tống qua. Xây dựng truyền tống trận. Trần Nhạc Giao ngẩn ngơ, ngay sau đó mặt mũi cười khổ lắc đầu. Truyền tống trận, chỉ có trận pháp sư cửu tinh chân chính mới có thể xây dựng, hơn nữa còn phải có lĩnh ngộ không gian cực sâu mới có thể làm được, trong đó bố cục vô cùng phức tạp, cần tính toán cực mạnh, kém một tia cũng sai ngàn giảm. Truyền tống trận băng nguyên cung, thời điểm xây dựng, ta không thấy, nhưng thời điểm chữa trị gặp một lần, ba vị trận pháp sư cửu tinh, chọn vẹn tính toán ba tháng, mới xác định rõ bố cục, thực sự quá khó khăn. Không nói trước thực lực của chúng ta không đủ, lý giải trận pháp không đủ, coi như tất cả đều đầy đủ, cũng không có khả năng nhanh chóng hoàn thành. Truyền tống trận, truyền tống cự ly xa, Tương đương với mang người đến địa phương cách xa trăm vạn cây số, nhất định phải tính toán chính xác, kém một tia cũng sẽ cách địa phương muốn đi rất xa. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù biết làm sao bố trí trận pháp, có đầy đủ thực lực, thứ này cũng không phải tùy tiện có thể bố trí thành công. Nếu không, toàn bộ đại lục, đâu đâu cũng có thứ này, cũng không cần thưa thất như vậy, không ít người thấy cũng chưa thấy qua. 3 tháng, ra đầu trương huyền tê dần, chỉ là chữa trị cũng lâu như vậy xây dựng khẳng định càng khó. Chẳng lẽ thật hết cách rồi, không thể nhanh chóng chạy tới cứu người. Tính toán chính xác, vị trí không sai chút nào, đối với người khác mà nói, quả thực cần công phu rất lớn, nhưng ta không giống. Trầm tư phút chốc, đột nhiên ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Mặc kệ trận pháp gì, bố trí, đều cần tính toán phương vị, phù hợp hoàn cảnh chung quanh, sau đó mới có thể phóng thích trận kỳ. Dưới tình huống bình thường, những người khác bày trận, đều cần tiêu tốn công phu cực lớn, sử dụng la bàn, đủ loại đo đạc, căn cứ tình huống địa thế, môi trường, linh khí bốn phía tiến hành tính toán. Nhưng hắn không giống, thư viện xác định, chỉ cần là phương vị sai lầm cũng có thể nhẹ nhõm đánh dấu, hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian tính toán. Trận pháp khác có thể làm được điểm ấy, truyền tống trận khẳng định cũng được. Đối với người khác mà nói, cần tiêu tốn thời gian rất lớn mới có thể làm, trong tay hắn, có lẽ giống như trận pháp khác không cần tốn nhiều sức Đi, cùng ta đi trí điện Ta xem có thư tịch liên quan tới truyền tống trận hay không Đi học tập một lần Có thể bày trận tốt nhất Không cách nào bày trận Còn phải những biện pháp khác Nghĩ đến điểm này Trương Huyền không do dự nữa Mở miệng nói Học tập, hiện tại học tập Ra mặt trần nhạc giao co lại Không nói bố trí trận pháp truyền tống đến cùng khó khăn bao nhiêu Chỉ nói loại trận pháp này dính dáng không gian Vô cùng huyền diệu Hiện tại mới học cũng quá muộn chút đi còn không bằng lập tức xuất phát đáng tin cậy hơn thời gian không thể bị dở dang nhanh đi không muốn giải thích trương huyền đi đầu ra ngoài trận pháp sư công hội của trí điện hắn đi qua một lần cũng ở trong đó khảo hạch đẳng cấp biết vị trí rất rõ ràng lúc này vội vàng bay đi mặc dù trần nhạc giao không cách nào lý giải ý nghĩ của hắn nhưng biết vì cứu thiếu cung chủ cũng không nhiều lời theo sát phía sau rất mau tìm được công hội Tô trưởng lão, lúc trước vị Tô trưởng lão kia chịu trách nhiệm khảo hạch trận pháp sư bát tinh của hắn, hơn nữa tận mắt chứng kiến Lạc Huyền thanh phá hư, xem như tương đối quen thuộc. Ta muốn xem thư tịch liên quan tới trận pháp truyền thống, không biết nơi này có không?" Trương Huyền trực tiếp nói thẳng mục đích đến. Trận pháp truyền thống, cho tới nay cũng là phương hướng thánh tử điện nghiên cứu, thời điểm khôi thánh còn tại thế, thánh tử điện ở phương diện này mệnh danh đệ nhất, lưu giữ không ít thư tịch nếu ngươi muốn nhìn, ta có thể mang ngươi tới. Tô trưởng lão nhẹ gật đầu. Lúc này thân phận của Trương Huyền là danh sư bát tinh, càng là trận pháp sư bát tinh, đã có tư cách nhìn loại thư tịch này. Làm phiền tô trưởng lão dẫn đường. Trương Huyền ôm quyền. Thời gian không dài, đi tới tàng thư khố, chỉ rõ phương hướng, Trương Huyền đi tới, quả nhiên thấy từng dãy thư tịch liên quan tới trận pháp truyền thống, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Thánh tử điện nắm giữ đủ loại thiên tài chức nghiệp, dù truyền tống trận cao minh, nhưng cũng có không ít cường giả nghiên cứu, liên quan tới trận pháp làm sao bố trí, làm sao xác định vị trí, làm sao vận dụng không gian, số lượng rất nhiều. chương 2817, Trận Pháp Thiên Đạo Truyền Tống 2 chương huyền âm thầm vật đầu, con mắt quét tới, thu rất nhiều thư tịch vào trong óc. Chính xác, tinh thần khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, vội vàng mở ra. Trận pháp Thiên Đạo truyền tống. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nơi này số lượng thư tịch đầy đủ, thành công tạo thành phương pháp bày trận cấp bậc Thiên Đạo, ngón tay điểm một cái, kiến thức đi vào trong óc, cùng lúc trước lý giải trận pháp Dung Hội Quán thông. Hắn xem xong toàn bộ trận pháp cấp 8, lý giải đối với trận pháp đã có thể so với Cửu Tinh Sơ Kỳ, lại thêm học được diễn Không Thiên Thư, dù trận pháp truyền tống ảo diệu, nhưng đối với hắn mà nói, đã không còn bí mật quá lớn. Thời gian không dài, Liên triệt để lý giải, không tì vết nhìn quyển sách khác, nhấc chân đi ra, lần nữa tìm tới Tô trưởng Lão. Tô trưởng Lão, không biết có trận kỳ cấp 9 không? Ta mượn dùng một chút. Truyền tống trận có thể đưa người, thuộc về trận pháp cấp 9, nhất định phải có trận kỳ cấp 9 mới có thể bố trí. Cấp 9 trận kỳ, không có. Tô trưởng Lão lắc đầu. Hắn chỉ là trận pháp sư bát tinh, làm sao có thể có trận kỳ cao minh như thế? Không biết thánh tử điện ai có loại lá cờ cấp bậc này." Trương Huyền hỏi. "Quyền điện chủ Chiêm sư hẳn là có, những người khác ta không rõ ràng." Suy tư một chút, Tô trưởng lão nói. "Chiêm sư?" Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vị Chiêm sư này, từng gặp qua một lần, còn dẫn hắn đi nội viện, là thánh tử điện quyền điện chủ, tu vi đã đạt đến thánh vực cửu trọng, thực lực mạnh nhất, trận kỳ cấp 9 quả thực chỉ có hắn mới có tư cách nắm giữ. Những người khác coi như nhận được chỉ sợ cũng không có lực lượng khống chế thánh tử điện trước kia cực kỳ huy hoàng danh sư cửu tinh chân chính cũng có thật nhiều chỉ là hiện tại không có điện chủ dẫn đầu yếu đi không ít đa tạ tô trưởng lão không biết hiện tại quyền điện chủ ở nơi nào hiểu được trương huyền hỏi thăm hẳn là ở điện chủ điện đi qua tìm là được tô trưởng lão mỉm cười được thở phào nhẹ nhóm trương huyền dặn dò trần nhạc giao một tiếng liền tung người bay về phía điện chủ điện mới vừa vặn bay lên đột nhiên toàn thân run rẩy người ở trên không chung vội vàng co rụt lại thẳng tắp rời đi nửa thước t lạp mới vừa làm xong những thứ này liền cảm thấy vị trí vừa rồi không gian bỗng chốc bị xé rách một vết kiếm lăng không xẹt qua rơi trên mặt đất vạch ra một hố sâu to lớn ta muốn giết ngươi ngay sau đó một tiếng gào lên ở cách đó không xa nổ tung nghe được thanh âm này trương huyền sững sờ vội vàng quay đầu chỉ nhìn thấy một thanh niên lơ lửng ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy tức giận. Lạc huyền thanh, người bị thần kinh sao. Khuôn mặt trầm xuống, nhịn không được hét lớn. chương 2818, Lạc huyền thanh phẫn nộ một. Xuất hiện ở trước mắt, đánh lén hắn, không phải người khác, chính là vị hảo hữu kia, anh vợ Lạc huyền thanh. Thời điểm đi trương gia, giúp đối phương chống cự lôi kiếp, đối phương cũng nhờ hắn chém giết bản thân. Tốt giống như thân huynh đệ, làm sao ngắn ngủi một tháng không thấy, bộ dáng liền như thế. Nếu không phải thực lực bạo tăng, tránh né nhanh, chỉ sợ sớm đã bị trọng thương. Chết đi cho ta. Âm âm. Không trả lời hắn, quát to một tiếng, thân ảnh của lạc huyền thanh như tia chớp, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, một quyền nghiền ép tới. Giờ phút này hắn có thực lực động hư cảnh, cũng đã triệt để củng cố, quyền phong gào thét, không gian bị áp xúc giống như đĩa sắt, cứ thế mà đập tới. Người điên rồi sao? Không nghĩ tới tên này không nói hai lời liền động thủ, hơn nữa còn tuyệt chiêu độc ác như vậy, ra đầu trương huyền nổ tung. Phu hồn cùng thân thể của hắn đến bây giờ vẫn không có triệt để dung hợp, nếu không phải sự tình triệu nhã chống đỡ, chỉ sợ sớm đã ngủ mê man. Linh nhục không cân đối, để thực lực của hắn ngay cả một phần năm cũng không thi triển ra được, giờ phút này nhìn thấy công kích cuồng mãnh như vậy, biết ngăn cản không nổi, đành phải lóe lên tránh thoát. Tạch tạch, vừa mới rời đi, địa phương vừa rồi lần nữa nổ đùng, không gian xuất hiện vết rách. Vốn đạt đến thánh vực bát trọng động hư cảnh, lại thêm huyết mạch lạc ra lĩnh ngộ đối với không gian, sức chiến đấu của lạc huyền thanh rất kinh người, động hư cảnh bát trọng đỉnh phong bình thường, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chống lại. T. Lạp, một chiêu không có đánh chúng, tiếp tục lao đến, thân ảnh của hắn, giống như phá vỡ không gian, tốc độ so với thiên đạo thân Pháp còn muốn nhanh hơn mấy phần, lần nữa đi tới trước mặt không cho trương huyền cơ hội thở dốc lần này ta đi trương ra là thật có chuyện không rảnh giúp ngươi giết người còn tưởng rằng đối phương trách cứ hắn không động thủ đối với mình trương huyền một bên trốn tránh một bên giải thích không nghe giải thích còn tốt nghe xong ra đầu của lạc huyền thanh nổ tung rõ ràng câu muội muội của ta đi còn giả bộ như người không việc gì có xấu hổ hay không chết gào lên một tiếng song trưởng bỗng nhiên ép xuống phốc trương huyền lập tức cảm thấy thân thể lâm vào một không gian bị áp suất không thể động đậy nếu như vu hồn cùng thân thể hắn hoàn mỹ phù hợp dù giờ phút này chỉ có thực lực nhập hư cảnh đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm phá giải nhưng bây giờ trong đầu không ngừng chóng mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ từ giữa không trung rơi xuống đừng nói phá giải phòng ngự cũng làm không được bành bị một quyền đập ở ngực sắc mặt trắng nhợt trương huyền bay ngược rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Đừng đánh ở chỗ này có được hay không, ta cầu các ngươi, ta vừa mới sửa xong. Nhìn lấy hai người chiến đấu, khí tức sao động bốn phía, tô trưởng lão sắp khóc. Phá hư vương này tới một lần, trận pháp sư công hội liền hư một lần. Còn có để cho người sống hay không? Nếu bình thường tới khảo hạch thì cũng thôi đi, chạy tới nơi này đánh nhau, hơn nữa tàn nhẫn như vậy. Công hội chúng ta đến cùng trêu ai gẹo ai. Không để ý tới hắn la lên, sau khi đánh bay Trương Huyền, thân thể Lạc Huyền thanh vặn một cái, lần nữa lao đến. Thình thịch thình thịch bành, cánh tay trong nháy mắt giống như biến thành tám cái, vô số nắm đấm rơi xuống. Trương Huyền vốn bị thương, lại thêm linh nhục không dung hợp, trong đầu chóng mặt, căn bản trốn tránh không được, sắc mặt trắng nhợt, máu tươi phun ra. "Ngươi, ngươi đến cùng nổi điên cái gì?" Vận chuyển chân khí, nhanh chóng khôi phục thương thế, Trương Huyền cũng nhịn không được nữa. Đến cùng chạm dây thần kinh nào, trước khi đi còn rất tốt, làm sao gặp lại giống như bệnh tâm thần, điên cuồng tấn công, một lời giải thích cũng không có. Nổi điên, hai mắt lạc huyền thấu hồng, đi tới trước mặt đạp một cước. chương 2819, lạc huyền thanh phẫn nộ 2. Ngươi, biết bị đạp chúng, không chết cũng muốn trọng thương, Trương Huyền cắn răng, cố nén trong đầu chóng mặt, lăng không trảo một cái ầm ầm không gian trước mắt sụp đổ tuy hắn chỉ là nhập hư cảnh đỉnh phong nhưng tu luyện thiên đạo công pháp hơn nữa lĩnh mộ không gian đồng dạng có thể cùng động hư cảnh đỉnh phong bình thường đánh một trận dù lạc huyền thanh rất mạnh nhưng cùng hắn không kém nhiều thậm chí cẩn thận nói ra minh lý chi nhãn sử dụng thư viện mà nói là hoàn toàn không phải đối thủ lạch cạch không gian vặn vẹo bàn chân của lạc huyền thanh đạp xuống đập ở trên mặt đất phát ra nổ vang kịch liệt, đại địa xuất hiện một cái hố to. Một chiêu rơi vào khoảng không, thân thể Lạc Huyền Thanh co rụt lại, vừa vặn đánh tới. Bành! Trương Huyền muốn trốn tránh, trong đầu lần nữa cảm giác hôn mê, không kịp né tránh, bị đánh trúng ngực. Âm um, ầm um, Cả người giống như cây sắt, lăn trên mặt đất, vạch ra một hố to rộng mấy chục thước, yết hầu ngòn ngọt, ngọt, lại có máu tươi phun ra. Ừm! Um, sau khi phun máu, Trương Huyền không những không tức giận giống như vừa rồi, ngược lại sửng sốt. Công kích của đối phương, tuy rất mạnh, ngoài miệng cũng hung ác, nhưng cỗ lực lượng này không đi sâu nội tạng, phá hư cơ năng thân thể của hắn, nói cách khác, coi như chúng, cũng chỉ bị thương ngoài da, không đến mức mất mạng. Hơn nữa dưới loại công kích này, có thể tăng tốc linh nhục dung hợp. Không chỉ như vậy, công kích của đối phương, đối với linh nhục dung hợp còn có chỗ tốt nhất định, liên tục hai lần đánh vào trên người, trước đó thân thể khó mà khống chế, giờ phút này đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xem ra hắn cũng không phải là thật tình muốn giết ta. Rõ ràng đối phương không phải thật tâm muốn giết hắn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, không tận lực trốn tránh, kìm lòng không được sinh ra nghi ngờ. Trước khi đi, tên này còn xương huynh gọi đệ, mới đi một tháng, làm sao biến thành như vậy? Thình thịch thình thịch bành. Không tận lực trốn tránh, Lạc Huyền thanh công kích toàn bộ rơi ở trên người, dù trên da thịt đau đớn kịch liệt, nhưng cùng linh hồn càng thêm phù hợp. Trước đó vu hồn đột nhiên tăng đến 20 mét, cùng thân thể nằm ở trạng thái chia lìa, giờ khắc này ở dưới đối phương công kích cuồng bạo, dung hợp một chỗ, đã không còn phân biệt. Lạc huyền thanh công kích, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng không gian, vu hồn cùng thân thể không phù hợp mâu thuẫn, ở dưới loại lực lượng này xung kích, lại được làm dịu. Rất nhanh thì hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì khả năng cũng không phải đối phương cố ý, nhưng hắn thân là cường giả lạc ra, lĩnh ngộ không gian vượt xa người bình thường, mỗi một quyền hạ xuống, liền có lực lượng không gian thẩm thấu làn ra đi vào trong cơ thể, vừa vặn giải quyết hồn, thể không dung hợp. Trước đó một mực sầu lo làm sao giải quyết, không nghĩ tới bị đánh một hồi, liền tiêu trừ tai họa ngầm. Trước kia đều là hắn đánh người khác chữa bệnh, bây giờ bị người đánh, thật đúng là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thình thịch thình thịch, không biết qua bao lâu, thấy Trương Huyền bị đánh một trận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Lạc Huyền Thanh ngừng lại. Không thể không nói, tên này thật rất cứng, hắn đánh cũng có chút kiệt sức, đối phương còn thoạt nhìn giống như người không việc gì, phòng ngự này, so với viên hiểu chỉ sợ mạnh hơn rất nhiều. Rũi ra thân thể có chút mệt mỏi, cũng không rời đi, dựa vào trên phế tích cách Trương Huyền không xa. Về sau, đối với muội muội ta thật tốt, nếu để ta biết người phụ nàng, ta sẽ giết ngươi. Ngươi, ngươi, ra đầu nổ tung, con mắt Trương Huyền trợn tròn. Trương 2820, Lạc Huyền Thanh bản giao 1. Mới vừa rồi còn cảm thấy, tên này đến cùng chạm dây thần kinh gì, không ngừng công kích mình, nghe nói như thế mới hiểu được, không phải phát bệnh, mà là đã biết quan hệ của mình và Lạc Nhược Hy. Trước kia thời điểm tiếp xúc, vẫn muốn nói với đối phương, nhưng thường thường lời đến khóe miệng, không biết giải thích như thế nào, hiện tại chân chính biết, lại cảm thấy rung động kịch liệt, Đầu óc tê dại, đang muốn hỏi thăm vì sao hắn biết được, ngay sau đó giật mình, đối phương đã biết hồng viễn danh sư học viện, tra được bản thân cũng không khó lắm. Huyền Thanh, Đại, Ca, ta, ta, trong lúc nhất thời, Trương Huyền không biết nên nói cái gì. Hắn tận lực cùng đối phương giao hảo, quả thực là vì lạc nhược hy, dẫn đến đối phương không vui, cũng rất bình thường. Vốn cho rằng chân tâm thật ý tới giao hảo, trên thực tế là muốn mượn cơ hội làm quen cua muội muội của hắn. Muội muội ta bởi vì quang hoàn thiên tài, từ nhỏ đến lớn đều không có bằng hữu gì. Người cả gia tộc tuy đều kính trọng nàng, không dám phản bác, nhưng trên thực tế tương đương cô lập. Mỗi lần ban đêm, ta đều thấy nàng một người ngồi ở trên nóc nhà, nhìn bầu trời đầy sao, cô độc không nói ra được. Ta làm ca ca, không có cách nào chăm sóc nàng, bản thân chỉ có thể dùng cố gắng lớn nhất bảo vệ nàng, cho nàng tốt nhất. Vẫn nghĩ, nàng tìm được người ưa thích, thì sẽ không cô độc như vậy nữa, vốn cho rằng sẽ thích một người, thực lực so với mình còn mạnh hơn, kinh thiên động địa, không nghĩ tới. Là ngươi, không để ý tới trương huyền kinh ngạc, lạc huyền thanh nhìn sao trên trời, tự lẩm bẩm Ta, trương huyền xấu hổ, quả thực, thời điểm lạc nhược hy thích hắn, tu vi cao hơn hắn quá nhiều, trời vực cách biệt, không thể so sánh nổi. Cẩn thận nói ra, quả thực không xứng đối phương. Nhưng tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, Căn bản không phải xứng hay không xứng có thể ước thúc. Cảm giác thân thiết khi hai người vừa thấy mặt kia, giống như tình thân bẩm sinh, lại như từ nhỏ thông ra, nhìn một cái liền biết, bọn hắn là một nửa của nhau, không cách nào trốn tránh. Những ngày này ta cũng suy nghĩ, muội muội thật có người ưa thích, là ngươi cũng không xấu, chỉ ít. Quen thuộc, tuy bình thường ưa thích gây hỏa, cũng không quá đáng tin cậy, nói lời không xuôi tai, người cũng có chút đần đột, nhưng mà năng lực cũng không tệ lắm. Lạc Huyền Thanh tiếp tục nói. Trên đầu Trương Huyền tràn đầy hắc tuyến. Đại ca, người đây là khen ta, hay là mắng ta? Gây hỏa, dường như năng lực gây hỏa của ngươi so với ta còn mạnh hơn được không? Mấu chốt nhất là, ta nơi nào không đáng tin cậy? Không đáng tin cậy chính là ngươi được không? Còn nói lời không xuôi tai, đần độn, ngươi mới đần độn. Người người đều biết muội muội luyện hóa tĩnh không châu, là lạc gia đệ nhất thiên tài, so với vị kia của trương gia cũng không kém chút nào, không chỉ như vậy, càng mỹ lệ có một không hai, chiếm hết chỗ tốt của thiên hạ, nhưng mà ta biết, nàng không vui. Không chỉ có trách nhiệm đè ở trên vai, càng quan trọng hơn là không thể thoát khỏi vận mệnh. Vẻ mặt buồn bã, hốc mắt lạc huyền thanh ửng hồng. Nếu quả thật không thể thoát khỏi, ta ngược lại thật hy vọng, nàng có thể có một lần yêu oanh oanh liệt liệt. Có một người chân chính ưa thích, mà không phải bị ép thông ra yên tâm đi, sự tình thông ra, để ta giải quyết. Thấy anh vợ vẫn lo lắng chuyện này, Trương Huyền vội vàng nói. Vị tiểu thiên tài kia không có xuất hiện, Trương gia ý định phái ra thông ra nhất định là Trương Cửu Tiêu, hắn là học sinh của mình, cái gọi là hối hôn, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, trừ khi, vị tiểu thiên tài kia dùng một loại phương thức không biết xấu hổ xuất hiện. Người giải quyết, người có biện pháp nào giải quyết? Lạc Huyền Thanh cười nhạo. Nếu như thông gia thật đơn giản như vậy, dựa vào thực lực của muội muội ta, liền có thể nhẹ nhóm hủy, còn cần tuyệt vọng như vậy. Thật không muốn, không gả là được, có gì có thể khó xử. Chương 2821, Lạc Huyền Thanh bản giao 2. Trương Huyền càng ngày càng mê hoặc. Thông gia mà thôi, một cái không gả, một cái từ hôn, hai nhà đồng thời hối hôn, có cái gì khó. Hiện tại giải quyết Trương gia, còn thiếu chỉ là gặp mặt nói chuyện sẽ không có cái gì a à. người không biết lần này thông ra, cũng không phải hai nhà kết hợp đơn giản như vậy trọng yếu nhất chính là nói đến đây lạc huyền thanh ngừng lại được rồi nói cho người nghe cũng nghe không hiểu ta từng nói đã đáp ứng trưởng lão trong tộc sẽ giết người muội muội ưa thích nhưng thực lực của ngươi quá mạnh ta giết không được chuyện này cũng không phải là ta không đi làm mà là làm không được cũng không tính vi phạm mệnh lệnh của gia tộc. Ê! Trương Huyền ngẩn ngơ. Náo loạn hồi lâu, đối phương hung tợn muốn giết mình, là vì hoàn thành mệnh lệnh gia tộc. Gia tộc để hắn đi giết, hắn giết, không giết được, là việc không có cách nào. Ta có thể tra ra thân phận của ngươi, trong tộc hẳn cũng tra ra được, tự giải quyết cho tốt đi, ta không hy vọng, người muội muội ưa thích còn không có triệt để trưởng thành liền bị giết. Càng không hy vọng, nàng vì thế mà đau lòng. Đứng dậy, Lạc Huyền thanh chắc hai tay sau lưng, nàng đề nghị ta chăm sóc ngươi, đừng để ngươi bị thương. Thực lực ngươi bây giờ đã không kém gì ta, ta cũng chăm sóc không nổi. Bất quá trong tộc thủ đoạn rất nhiều, nên cẩn thận một chút. Đa Tạ nhắc nhở, Trương Huyền ôm quyền, đổi lại những người khác vừa rồi công kích mình, khẳng định sớm đã thả kỳ lân thú cùng thanh long thú ra, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu đòn? Có hai thần thú coi như cao thủ lạc gia muốn chém giết mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dầu gì chạy trốn cũng có thể làm được. Tự giải quyết cho tốt đi. Không nói thêm lời, thân thể lạc huyền thanh vụt qua, thẳng tắp sông về phía trước, thời gian nháy mắt đã biến mất ở trong trời đêm. Ai? Thấy hắn rời đi, trương huyền lắc đầu, vận chuyển chân khí khôi phục thương thế, cũng chậm rãi đứng dậy. Sùng ái muội muội không hy vọng muội muội bị thương tổn, nghe được bản thân là người nàng ưa thích, nội tâm chỉ sợ tan vỡ không có vọt thẳng tới chém giết bản thân, đã coi như khắc chế. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt với lạc nhược hy, sẽ không để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Nắm đấm siết chặt, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc kệ muốn cùng đối phương ở chung một chỗ, phải bỏ ra bao nhiêu vất vả, hắn cũng sẽ không tiếc. Đây là hứa hẹn của hắn đối với Lạc Huyền Thanh, cũng là vì mình cùng Lạc Nhược Hy. Một nam nhân, nên có trách nhiệm cùng chịu trách nhiệm. Ngươi là Hảo Ca Ca, cũng là bạn tốt. Trương Huyền thở dài một tiếng. Lạc Huyền Thanh, quả thực là một hảo ca ca, dù trong lòng lại không nguyện ý, muội muội có yêu cầu, cũng tuân thủ một cách nghiêm trình. Còn thân phận bằng hiếu, hắn cũng thật không tệ, bằng không cũng không có khả năng để đám người viên hiểu, bích hồng âm cam tâm tình nguyện trả giá. Đi tìm chiêm sư, đợi một hồi, thương thế triệt để khôi phục, Trương Huyền biết Lạc Huyền Thanh trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ không tìm mình phiền phức nữa, Lúc này không trần chờ, bay về phía điện chủ điện. Chương 2822, trước ở lại chỗ này đi. một Điện chủ điện, Chiêm sư chắp hai tay sau lưng, quay một vòng ở trong phòng, mày nhíu lại. "Cát trưởng lão, người thấy chuyện này thế nào?" Trong phòng, một lão giả ngồi tại nguyên chỗ, trong tay cầm một cái ngọc bài đưa tin, ánh mắt cũng không ngừng biến ảo, "Là tín điện, Cát trưởng lão." "Trương vô ngân, trưởng quản đại quyền trương ra nhiều năm như vậy," Làm việc từ trước tới nay có chừng có mực, đã hạ đại trưởng lão lệnh, chỉ sợ Trương Huyền quả thực làm ra sự tình gì không cách nào tha thứ. Xem xong tin tức, các trưởng lão nói: Bọn họ cùng Trương gia đại trưởng lão kết giao nhiều năm, biết người này từ trước tới nay thận trọng, lần này thịnh nộ như vậy, trong đêm đưa tin tới, nói Trương Huyền chạy trốn, xin giúp một tay bắt, chỉ sợ vị học viên thiên tài này của Thánh tử điện, ở Trương gia náo động lên động tĩnh không nhỏ. Đúng vậy, chỉ là hắn là học sinh của Dương sư. Chiêm sư nhíu mày, học sinh của Dương sư thì sao? Hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân, năm đó, thân truyền của Khổng sư phạm sai lầm, cũng trừng phạt ở trước mặt mọi người. Trương Huyền này, tuy thiên tư không tệ, nhưng từ trước tới nay vô pháp vô thiên, ý kiến của ta là, Vô Ngân trưởng lão đã có yêu cầu, chúng ta không ngại ra tay chế trụ, đã có thể lôi kéo tình cảm của Trương gia, lại có thể tỏ ra thánh tử điện chúng ta làm việc công bằng không nghiêng về học viên của mình. Các trưởng lão nói, này cũng phải, mặc dù không biết ở trương gia làm ra cái gì, nhưng vô ngân trưởng lão đã cầu, thì không thể cự tuyệt, như vậy đi, ngươi lập tức phái người đi thăm dò hỏi ý kiến một lần, nhìn hắn có phải thật nắm giữ phương pháp truyền tống gì, vụng trộm trở về hay không. Một khi phát hiện, khỏi cần nói quá nhiều, trực tiếp bắt, đợi người trương gia tới là được. Suy tư phút lát, chiêm sư hất ống tay áo. Trước đó còn cảm thấy, trương huyền này có thể là người ứng cử điện chủ nếu biết là phùng tử giật vậy thì khẳng định không phải hắn như vậy bắt tự nhiên phải bắt không có bất kỳ ý nghĩa bao che gì nếu không bên trương gia kia cũng không tiện bàn giao tốt vậy thì ta đi làm nhẹ gật đầu các trưởng lão đứng dậy đang muốn đi ra ngoài liền nghe phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa chiêm sư có đó không trương huyền có chuyện thăm hỏi trương huyền hắn lại dám tới tìm ta nhìn nhau hai vị lão giả đồng thời sướng sờ. Gan quá mập đi, đang thảo luận làm sao đi bắt người, hắn ngược lại tốt, vọt thẳng tới. Có thể ở trước mặt trương vô ngân chạy trốn, nhất định có thủ đoạn cường đại, như vậy đi, một lát nữa ta dùng ngôn ngữ tra hỏi một lần, xem có phải thật như vô ngân trưởng lão nói hay không, nếu như là thật, người khống chế trận pháp bốn phía, nhất thiết không thể để cho hắn đi. Dừng lại một chút, chiêm sư truyền âm bàn giao, các trưởng lão nhẹ gật đầu. Mời vào. Thảo luận xong xuôi, thanh âm của chiêm sư truyền ra ngoài. Kẹt kẹt, đại môn mở ra, trương huyền đi đến. Chiêm sư, các trưởng lão. Thấy tín điện các trưởng lão cũng ở đây, trương huyền mang theo nghi ngờ, ngay sau đó ôm quyền. Đêm khuya tới chơi, không biết trương sư là vì chuyện gì. Hàn huyên xong xuôi, chiêm sư nhìn lại. Ta đang học tập trận pháp cấp 9, khổ vì tìm không được trận kỳ, nghe nói chiêm sư am hiểu trận pháp, muốn mượn dùng một chút, nếu như chiêm sư nguyện ý bỏ thứ yêu thích, ta trả giá cao mua sắm cũng được." Trương Huyền nói. "Trận kỳ cấp 9, ta quả thực có. Trương sư thật tình muốn, đưa ngươi một chút cũng không sao, chỉ là." Nghi ngờ nhìn qua, chiêm sư có chút không hiểu. "Trận pháp cấp 9, dính dáng không gian pháp tắc, bố trí cực kỳ phức tạp, tu vi của Trương sư hẳn là còn không có đạt tới a." Chương 2823, trước ở lại chỗ này đi. 2 Trận pháp cấp 9 đã dính dáng không gian bí ẩn, bố trí ra tự thành động thiên. Muốn học tập, ít nhất cũng phải đạt tới thánh vực cửu trọng, xem như hắn, nghiên cứu trên trăm năm, ngay cả trận pháp nhập môn cấp 9 cũng khó bố trí ra, vị trước mắt này vừa mới khảo hạch xong danh sư Bát Tinh, coi như tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng chỉ nhập hư cảnh, loại thực lực này, học tập trận pháp cấp 9. Có phải kém quá xa hay không? Ta chỉ là tò mò không có trông cậy vào có thể một lần liền bố trí thành công trương huyền mỉm cười tuy học tập thiên đạo truyền thống trận pháp nhưng thứ nhất tu vi không đủ thứ hai chưa hề bố trí qua hắn còn không có nghĩ tới một lần liền có thể thành công thực sự không được hai lần cũng có thể cân nhắc ba lần mà nói cũng có thể tiếp nhận cái gì cũng cần học tập dần dần từng bước không có khả năng một lần liền thành không nghe ra ý tứ của hắn còn tưởng rằng đối phương cũng giống như mình muốn chân chính học tập cùng nghiên cứu, chiêm sư nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trận pháp cấp 9 nhập môn, chừng hơn 100, không biết trương sư muốn học tập loại nào. Chủng loại khác biệt, thuộc tính trận kỳ cũng không giống nhau, một khi lầm, không những không thể thành trận, làm không cẩn thận còn có thể xuất hiện phản phệ, thương tới bản thân. Liên lụy đến không gian, tuyệt không phải tùy tiện có thể bố trí, lực lượng, trận kỳ, lý giải đối với trận pháp, thiếu một thứ cũng không được. Cái này, ta muốn bố trí truyền tống trận. Trương Huyền gật đầu. Truyền tống. Chiêm sư ngẩn ngơ, suýt chút nữa phun trà ra ngoài, như nhìn quái vật nói. Truyền tống trận, ở trong cấp 9 cũng thuộc về đỉnh tiêm, người một trận pháp sư bát tinh, vừa bắt đầu liền học tập loại trận pháp này. Truyền tống trận, chia làm truyền tống tin tức, hình ảnh, đồ vật cùng sinh mệnh, rất nhiều phân loại. Có thể truyền tống tin tức, cực kỳ đơn giản, trận pháp sư tam tinh, tứ tinh có thể bố trí hình ảnh, cần lục tinh, thất tinh, đồ vật, trận pháp sư bát tinh có thể hoàn thành, còn sinh mệnh, dính dáng quá nhiều, cho dù là trận pháp sư cửu tinh, cũng rất khó thành công, người một trận pháp sư bát tinh tu vi chẳng qua nhập hư cảnh, chưa hề học qua trận pháp cấp 9, trực tiếp nghiên cứu cái này. Giống như người ngay cả bút lông cũng không biết cầm, vừa bắt đầu liền muốn viết lan đình tự. Đúng, ta trời sinh mẫn cảm với không gian, vừa rồi chuyên môn đi học tập phương pháp bố trí truyền tống trận, muốn thử một chút không thể giải thích sự tình thiên đạo trận pháp, Trương Huyền mơ hồ mơ hồ nói. Trời sinh mẫn cảm với không gian. Liếc mắt nhìn nhau, chiêm sư cùng các trưởng lão âm thầm gật đầu. Nếu như trước đó, đối với đại trưởng lão đưa tin còn hơi nghi ngờ, cảm thấy rất không có khả năng, tên này vừa đến đã nói muốn học tập truyền thống trận, lại tự xưng mẫn cảm với không gian, có lẽ, đối phương nói là sự thật. Hắn thật ở trương gia làm ra sự tình gì không thể vãn hồi, sau đó trốn về thánh tử điện. Dừng lại một chút, chiêm sư hỏi tiếp. Đúng rồi, lần này đi trương gia, sao kiếm tần sinh không cùng ngươi trở về? Ta có việc gấp nên trở về trước, kiếm tần sinh tiền bối hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Trương Huyền trả lời. Việc gấp, chẳng lẽ cùng trương gia có chút không vui? Chiêm sư cau mày. Là có chút không vui, có điều ta sẽ giải quyết. Biết chuyện này không giấu giếm được, Trương Huyền nói. Muốn giải quyết, vậy liền tốt nhất xác định suy đoán, chiêm sư lại không nói nhảm nữa. Trương sư, không có ý tứ, người trước ở lại chỗ này đi. Nói xong, bàn tay lăng không trào một cái, không gian bốn phía lập tức bị giam cầm. Trương huyền bị khóa thân hình, không cách nào động đậy. Trương 2824, ta thật không rảnh một. Đây là ý gì? Cảm nhận được toàn thân bị giam cầm, như gông xiềng bao phủ, không cách nào động đậy, khuôn mặt của Trương Huyền trầm xuống hắn chỉ là tới mượn trận kỳ, không muốn cho mượn, có thể không cho mượn, ra tay là có ý tứ gì. Trương gia đại trưởng lão Trương Vô Ngân đưa tin tới, muốn thánh tử điện chúng ta giao người, vốn cho rằng tin tức có sai, nếu ngươi xuất hiện, thừa nhận cùng trương gia gây ra không vui, cũng có ý giải quyết mâu thuẫn, vậy liền lưu lại, chờ bọn họ chạy tới, yên tâm, thân là thành viên thánh tử điện, chỉ cần sai lầm không phải quá nặng, ta cùng các trưởng lão hoàn toàn có thể hòa giải. Chiêm sư nói, Đại trưởng lão, không nghĩ tới chuyện này, Trương Huyền nhíu mày một cái, lắc đầu. Ta còn có việc, cần nắm chặt thời gian rời đi, không rảnh đợi bọn họ chạy tới. Triệu nhã ngàn cân treo sợi tóc, thời gian không thể bị dở dang, nếu không, cũng không có khả năng trực tiếp từ Trương ra vận dụng biện chủ lệnh bay trở về. Truyền tống, học tập, bị đánh, mượn kỳ, đến bây giờ đã chậm trễ hơn 10 phút, lại không nhanh lên một chút, ngộ nhỡ triệu nhã xảy ra chuyện chẳng phải hối hận suốt đời lại nói hắn cùng trương ra mâu thuẫn căn bản không phải một câu liền có thể hòa giải vị trước mắt này không được thậm chí danh sư đường đường chủ cũng chưa chắc có thể làm được vậy thì không phải do ngươi chúng ta chỉ phụ trách bắt ngươi lại giao cho bọn hắn là được thấy vị trước mắt này không những không cảm thấy sợ hãi còn nói không rảnh các trưởng lão ở một bên lắc đầu bàn tay run lên một sợi dây thường xuất hiện thời gian nháy mắt trói thật chặt hai vị, ân oán với trương gia, chính ta sẽ giải quyết, hiện tại ta thật sự có việc gấp, cần rời đi, còn xin cho đi. Trương huyền nhíu mày, mặc Mà kệ người có sự tình gấp gáp gì, sự tình trương gia không có giải quyết, liền lưu lại đi. Chiêm sư lắc đầu, dặn dò một tiếng. Các trưởng lão, trước áp hắn đi xuống đi, ta sẽ báo tin vô ngân trưởng lão, để bọn hắn phái người tới. Vâng, các trưởng lão nhẹ gật đầu, bàn tay kéo một phát, dây thừng nắm chặt, Siết làn ra kéo kẹt kéo kẹt. Các ngươi không nguyện ý cho đi, vậy cũng đừng trách ta đắc tội. Thương nhị một câu, đối phương căn bản không nghe, một lòng muốn bắt hắn đưa cho Trương gia, Trương Huyền biết nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì, lắc đầu. Kỳ Lân thú, nhờ ngươi. Ầm ầm. Tiếng nói kết thúc, gian phòng lắc lư, Kỳ Lân thú bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hỏa diễm kịch liệt bùng cháy. Móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái dây thừng chói trương huyền gãy thành từng đoạn rơi trên mặt đất phần phật chặt đứt dây thừng móng vuốt thô to lần nữa bắn ra bành bành chiêm sư cùng các trưởng lão còn không kịp phản ứng liền bay ngược ra từng cái kề sát ở trên vách tường ngực sôi trào khóe miệng tràn ra máu tươi hỏa diếm kỳ lân thú vốn là thánh vực cửu trọng hậu kỳ ở dưới trương huyền trợ giúp càng đạt đến đỉnh phong dù trước đó cùng đại trưởng lão chiến đấu chịu chút tổn thương còn không có triệt để khôi phục, nhưng cũng không phải hai người có thể chống lại. Khởi động trận pháp, đối phương đột nhiên phóng ra thú sủng cường đại như thế, chiêm sư cũng không nghĩ tới, sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên điểm một cái. Ông trong phòng vốn chuẩn bị xong trận pháp, lập tức vận chuyển, cảm giác áp bách to lớn từ bốn phía lan tràn tới, một cái chớp mắt liền cháo kỳ lân thú ở chính giữa. Chương 2825, ta thật không rảnh hai vốn bọn họ chuẩn bị trận pháp là vây khốn trương huyền lúc này chỉ có thể trước ngăn cản tất cả mọi người lại nói nếu không tùy ý hắn tức giận ai cũng không nắm được giống bị trận pháp trói lại kỳ lân thú tức giận giống lên cái đuôi quét qua gian phòng lập tức xuất hiện từng vết gợn sóng tuy nó là thánh vực cửu trọng đỉnh phong nhưng trận pháp ở thánh tử điện là các đời tiên hiền lưu lại không thể coi thường trong thời gian ngắn thế mà không tránh thoát được trước bắt trương huyền lại chỉ cần chế ngự hắn, thú sủng mạnh hơn cũng không dám phản kháng. Thấy hắn có thú sủng lợi hại như vậy, biết vị trước mắt này ở trương gia huyên náo động tĩnh nhất định không nhỏ, chiêm sư biết sự tình không thể trần chờ, quát to một tiếng, thân ảnh vụt qua, lập tức lao về phía trương huyền. Bắt giặc trước bắt vua, kỳ lân thú mạnh hơn cũng chỉ là thú sủng, chỉ cần bắt chủ nhân lại, liền lật không nổi sóng gió. Hừ, tại trương gia, bị người vây công, ở đây cũng bị người bắt, sắc mặt trương huyền tái xanh đứng tại chỗ vẫy tay một cái đánh hai cái này nằm xuống cho ta hô tiếng nói kết thúc địa ngục thanh long thú xuất hiện ở trước mặt đồng dạng chảo một cái bành bành chiêm sư cùng các trưởng lão xông tới lần nữa bay ngược ra thánh vực cửu trọng nó không phải bát trọng đỉnh phong sao người ở trên không trung phun ra máu tươi các trưởng lão tràn đầy hoảng sợ địa ngục thanh long thú này trước hắn thấy tận mắt, chỉ có thực lực thánh vực bát trọng đỉnh phong, làm sao ngắn ngủi một tháng không thấy, đã đạt đến thánh vực cửu trọng. Dù bát trọng cùng cửu trọng chỉ kém một cấp bậc, nhưng lại có thiên địa khác biệt, đặc biệt là thánh thú, một khi tấn cấp, sức chiến đấu quyết không chỉ tăng một chút. Không chỉ hắn chấn kinh, chiêm sư cũng cảm thấy ra đầu nổ tung, sắp điên rồi. Có một thánh thú tu vi thánh vực cửu trọng cũng làm người ta khiếp sợ không thôi, vừa ra tay hai con. Đến cùng làm sao thuần phục khó trách trương gia cũng không giữ được, chỉ hai còn thánh thú này, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chặn lại, biết bây giờ không phải là thời điểm khiếp sợ, cắn răng một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉ vào không chung, kiếm khí đầy trời, phong tỏa đường đi, địa ngục thanh long thú vốn muốn xông tới tiếp tục giáo huấn, bị kiếm mang ngăn cản, dừng ở bên ngoài. Thanh long thú vừa mới đột phá đến thánh vực cửu trọng, mà chiêm sư tại ở cảnh giới này không biết đã bao nhiêu năm, giờ phút này lại sử dụng vũ khí cùng võ kỹ trong lúc nhất thời cái trước không thể làm gì đừng để ý tới bọn hắn giúp kỳ lân thú phá vỡ trận pháp công kích nơi này biết thực lực của thanh long thú hơi yếu trương huyền truyền âm dặn dò chỉ một vị trí thanh long thú cũng ý thức được nặng nhẹ thân thể to lớn vụt qua đi tới vị trí chỉ định đuôi nâng lên thẳng tắp rơi xuống tạch tạch một hồi lắc lư kịch liệt trận pháp vây khốn kỳ lân thú vỡ ra trận pháp bị phá hư điện chủ điện cũng không chịu nổi rầm rầm sụp đổ hỏa diếm kỳ lân thú tránh thoát ràng buộc dường như tôn nghiêm bị khiêu chiến lần nữa nhìn về phía hai người lộ ra phẫn nộ gào lên một tiếng thân ảnh giống như xuyên toa không gian trực tiếp xuyên thấu kiếm mang của chiêm sư đi tới trước mặt móng vuốt lần nữa nâng lên bỗng nhiên rơi xuống lạch cạch lạch cạch chiêm sư cùng các trưởng lão vội vàng nâng cánh tay ngăn cản chỉ cảm thấy cánh tay sắp nổ tung sống lưng uốn lượn, xương cốt kéo kẹt vang vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy. Thánh thú tu vi thánh vực cửu trọng đỉnh phong, danh sư cùng cấp bậc cũng rất khó chống lại, huống chi bọn họ. Trương Huyền, người có biết mình đang làm gì không? Nơi này là thánh tử điện, vị trí của tiên hiền, động thủ với đối quyền điện chủ, trưởng lão, cần phải suy nghĩ kỹ càng, chớ có xảy chân, thành thiên cổ hận. Biết không kiên trì nổi, sẽ bị đập thành bánh thịt, các trưởng lão nhíu mày, hét lớn một tiếng chương 2826, bó tay chịu trói hoặc là chết. Một, nghe được đối phương chụp mũ, Trương Huyền lắc đầu, bàn tay vẫy một cái. Ngừng, mặc dù lời nói khó nghe, nhưng cũng rất có đạo lý. Thánh Tử Điện là học phủ cao nhất đại lục, địa vị coi như kém tổng bộ danh sư đường, cũng không kém quá nhiều, ở đây chỉ thị thú sủng tấn công quyền điện chủ, trưởng lão, tương đương với đụng chạm danh giới cuối cùng, một khi tin tức truyền ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị toàn bộ đại lục đuổi giết. Giống, nghe được mệnh lệnh, tuy kỳ lân thú tức giận, nhưng không dám vi phạm, ép xuống lực lượng ngừng lại. Lúc này chiêm sư cùng các trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trên người mồ hôi chảy ròng, quần áo ướt đẫm hơn phân nửa. Nếu không ngừng, tùy ý lực lượng đè xuống, coi như không chết, cũng gần như bản thân bị trọng thương. Ta không muốn ra tay với hai vị, là thật có việc gấp, không thể bị dở dang, mong được tha thứ. Trương Huyền ôm quyền, ra tay với bọn họ, đúng là bất đắc dĩ, không động thủ, cũng không thể thật bị bắt lại mang đến Trương gia, gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật muốn bị bắt trở về, vị đại trưởng lão kia không ăn hắn mới là lạ. Hừ, mang theo kiên kỵ nhìn kỳ lân thú một cái, chiêm sư hừ một tiếng, lòng tràn đầy tức giận, nhưng lại không phát ra được. Vốn cho rằng chỉ là học viên có thể tiện tay bắt lại, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng không thấy, đã thành một cự long có thể tùy ý bay lượn. Cùng Trương Gia gây ra không vui, về sau ta sẽ tự mình giải quyết, lần này tới, chỉ muốn mượn dùng trận kỳ cấp 9, mong Chiêm sư tác thành. Biết đối phương không vui, Trương Huyền nhìn qua, vẻ mặt thành khẩn. Tốt, dừng lại một chút, cổ tay Chiêm sư khẽ đảo, mặt đất lập tức nhiều ra hơn 100 cây trận kỳ, mỗi một cây đều chất liệu chắc chắn, cấp bậc không thấp, là trận kỳ cấp 9 nhìn thái độ của đối phương, không cho sợ rằng sẽ tiếp tục sai thú sủng động thủ, để cuối cùng chịu thiệt, còn không bằng trước cho ra. Đa tạ chiêm sư, lăng không chảo một cái, nắm trận kỳ ở trong lòng bàn tay, trương huyền nhìn kỹ một vòng, biết có thể dùng bố trí truyền tống trận, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa đã sụp đổ. Đến đây đi, nhìn động tác của hắn, hai người chiêm sư mới phát hiện, ngoài cửa cách đó không xa, đang đứng một bóng người, thiên tài của băng nguyên cung năm nay mới thi vào. Trần Nhạc Giao, lúc này đôi mắt thanh tú của nữ hài kia trừng tròn xoe, môi đỏ mở ra, nhìn phía tích đầy đất, cùng quyền điện chủ, trưởng lão khóe miệng tràn đầy tơ máu, chật vật không dứt cả người không khỏi hóa đá. Chỉ là tới mượn trận kỳ, cũng không phải đến cướp. Huyên náo lớn như thế, làm sao kết thúc, bất quá, xoắn suýt nhiều như vậy cũng vô dụng, ngoan ngoãn bay tới, rơi vào trước mặt nói cho ta biết vị trí kỹ càng của băng nguyên cung. Không để ý tới nàng khiếp sợ, Trương Huyền truyền âm qua. Ở cực bắc, không dám trần trừ, Trần Nhạc Giao vội vàng truyền âm nói vị trí cụ thể của băng nguyên cung. Ừm, nghe xong, trong óc Trương Huyền lập tức quan sát một bộ bản đồ. Bố trí truyền tống trận, đặc biệt là loại cự ly xa này, trên phương hướng không thể có sai số mảy may, nếu không trách một ly, liền không biết sẽ cách nhau bao nhiêu vạn dặm đứng tại chỗ suy tính chọn 5 phút đồng hồ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hô. Trận kỳ trong lòng bàn tay thẳng tắp bay đi. Ông. Trận kỳ cắm trên mặt đất, một hồi gợn sóng lắc lư, dường như tạo thành một không gian gấp ổn định, chẳng qua còn không có triệt để thành hình, liền ba một tiếng, trong nháy mắt nổ tung. Chương 2827, bó tay chịu chói hoặc là chết. 2. Lần đầu tiên bố trí, thất bại vẫn là thực lực không đủ. Cảm nhận được chân khí đã tổn hao hơn phân nửa, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa rồi một lần kia, vị trí trận kỳ, lực lượng bố cục đều không có vấn đề gì, sở dĩ thất bại cũng không phải sai cái gì, mà là thực lực quá thấp. Nhập hư cảnh đỉnh phong, phối hợp thiên đạo chân khí cùng lĩnh ngộ đối với không gian, sức chiến đấu có thể so với động hư cảnh đỉnh phong, nhưng muốn bố trí truyền tống trận vẫn không đủ. Chính là thời điểm này ngay thời điểm Trương Huyền suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể thành công, đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn, ngay sau đó nhìn thấy chiêm sư cùng các trưởng lão đồng thời ra tay. Kiếm quang như sao trời, thời gian nháy mắt liền đâm phá phạm vi kỳ lân thú khống chế, sau một khắc, hai người liền bay lên, đi tới trên không. Kỳ lân thú cùng thanh long thú, toàn bộ lực chú ý tập trung vào trên người chủ nhân, không nghĩ tới đã bỏ qua hai người, lại đột nhiên ra tay, gặp phải công kích, liên tục lui về phía sau, ngăn kiếm mang ở bên ngoài. Trương Huyền mượn nhờ thú sủng, ra tay với điện chủ, trưởng lão, bỏ qua trên dưới, tất cả trưởng lão của thánh tử điện nghe lệnh, bắt hắn, nếu như có phản kháng, có thể chém giết ngay tại chỗ. Đi tới trên không, cổ tay chiêm sư khẽ đảo, một cái lệnh bài xuất hiện, ngay sau đó thanh âm vang vọng bốn phía. Bị thú sủng của một học viên đánh tơi bời, giấy dụa khống chế, lập tức ban bố quyền điện chủ lệnh. Âm âm, mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ thánh tử điện lập tức sôi trào, vô số bóng người bay lên. Vừa rồi thời điểm kỳ lân thú chiến đấu, khống chế lực lượng, không có để thanh âm tiết lộ, bởi vậy dù nơi này huyên náo động tĩnh rất lớn, cũng không ai phát giác, lúc này mệnh lệnh phát ra, không chỉ trưởng lão nghe được, học viên cũng biết, tất cả đều đến đây dò xét. Không được, kỳ lân thú, mau đánh hắn xuống. Không nghĩ tới đường đường thánh tử điện quyền điện chủ, sẽ cố ý yếu thế, tê liệt bản thân, sau đó đột nhiên ra tay, vẻ mặt của Trương Huyền trầm xuống, mở miệng dặn dò. Giống, kỳ lân thú gào lên một tiếng, thân thể to lớn bỗng nhiên vào tới trên không, móng vuốt nâng lên, lăng không đánh xuống. Đại trận hộ điện ở đâu? Chiêm sư nhíu mày, quyền điện chủ lệnh ở trong lòng bàn tay xoay tròn, lập tức tản mát ra hào quang sáng chói, giống như trao đổi lực lượng ở nơi nào đó, thời gian nháy mắt, không gian bốn phía bị giam cầm, lực lượng của kỳ lân thú cùng không gian tiếp xúc, liền biến thành pho tượng đóng băng, không cách nào tiến lên mảy may. Đại trận hộ điện, Trương Huyền híp mắt lại. Thánh tử điện không có điện chủ chân chính, dẫn đến suy sụp không ít, người mạnh nhất cũng chỉ thánh vực cửu trọng sơ kỳ, nhưng thời điểm trước kia cực kỳ cường đại. Mỗi một vị điện chủ chân chính nắm giữ minh lý chi nhãn, đều là siêu cấp cường giả vượt qua thánh vực cửu trọng, so với Trương gia đại trưởng lão thì không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Bọn họ lưu lại đại trận hộ điện coi như trương gia, toàn cả gia tộc đến đây công kích, cũng chưa chắc có thể phá vỡ, huống chi là hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, thánh tử điện mới có thể sừng sững vài vạn năm không ngã, nếu không chỉ bằng vào thực lực thánh vực cửu trọng sơ kỳ của quyền điện chủ, chỉ sợ sớm đã bị dị linh tộc diệt không biết bao nhiêu lần. Chủ nhân, trận pháp này ta không phá nổi, một khi bị nhốt lại, chúng ta đều chạy không được. Cũng nhìn ra trận pháp mạnh mẽ, hỏa diếm kỳ lân thú vội vàng truyền âm xì 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 xì. Trận pháp vận chuyển, tất cả trưởng lão của thánh tử điện đồng thời bay tới, từng cái lơ lửng ở sau lưng chiêm sư, ánh mắt lấp lánh nhìn qua, dường như không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Huyền, bó tay chịu chói, nếu không, chết. Nhàn nhạt nhìn qua, trong mắt chiêm sư mang theo lạnh lùng. chương 2828, Thánh tử Đại Trận 1 Từ khi Thánh tử Điện xây trường đến nay, vài vạn năm lịch sử, lần đầu tiên, một vị học sinh điên cuồng đánh quyền điện chủ và trưởng lão một trận cũng là lần đầu tiên trận pháp của điện chủ điện bị phá hư kiến trúc đổ sụp mặc cho loại tập tục này tiến hành trưởng lão điện chủ còn có uy nghiêm gì trương sư làm sao bây giờ nhìn thấy tất cả trưởng lão của thánh tử điện lơ lửng đại trận hộ điện mở ra không gian bị phong tỏa khuôn mặt của trần nhạc giao trắng bệch run lẩy bẩy mặc dù là thiên tài của băng nguyên cung trải qua không ít chiến đấu nhưng nơi nào thấy qua trận thế lớn như vậy một người đối kháng toàn bộ thánh tử điện tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu còn có thể làm sao một khi bị bắt lại còn muốn đi cứu triệu nhã liền không có khả năng trương huyền lắc đầu bên triệu nhã tình cảnh nguy cấp không thể trì hoãn thật muốn bị bắt lại tất nhiên sẽ chậm trễ huống chi nhìn bộ dáng của đám người chiêm sư trừng phạt khẳng định không thể thiếu cho nên tuyệt không thể bó tay chịu trói nếu không sẽ không có khả năng xoay người. Không có đạt tới ba điều kiện, không thể lấy ra điện chủ lệnh, nếu không, tương đương với chủ động từ bỏ thân phận điện chủ, đây là các đời điện chủ khảo nghiệm, hắn không thể phá lệ, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Biết điểm ấy, Trương huyền cũng không giải thích, nhìn chằm chằm hộ tông đại trận đã vận chuyển ở trên không, trong đầu hô khẽ. Thiếu hụt. Ngay sau đó, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Kiến thức chảy vào trong óc. Nhất khí bổ thiên trận, trận pháp cấp 9 đỉnh phong, quả nhiên mạnh mẽ. Đại trận hộ điện của thánh tử điện là năm đó khôi thánh lưu lại, về sau trải qua vô số điện chủ bổ sung. Điện chủ chân chính của thánh tử điện, mỗi một vị đều nắm giữ minh lý chi nhãn, có thể tìm kiếm thiếu hụt, trải qua hơn vạn năm, nhiều trí tuệ như vậy dung hợp, trận pháp trước mắt thiếu hụt cực ít, coi như không thể nói hoàn mỹ vô khuyết, cũng không kém nhiều chỉ có 7 chỗ thiếu hụt, xem như ít nhất trong các trận pháp thấy qua. Trương Huyền nhíu mày. Căn cứ thư viện giới thiệu, đại trận trước mắt có 7 chỗ thiếu hụt, có điều mặc kệ thiếu hụt bao nhiêu, chỉ cần có, đối với hắn mà nói, liền không gọi vấn đề. Kỳ lân thú, thanh long thú, các người phá trận, chặn lại những người này công kích, ta tiếp tục nghiên cứu truyền tống trận. Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, tinh thần khẽ động, thiếu hụt cùng biến toàn bộ hóa liên quan tới trận pháp này khắc sâu vào trong óc hai thánh thú. Thời điểm ở vạn quốc liên minh, hắn liền có thể làm được linh hồn truyền lại tin tức, hiện tại vu hồn càng thêm cường đại, lại làm chuyện ấy, dễ như trở bàn tay. Giống, trong đầu tiếp thu tin tức, hai đại thánh thú đều chấn động. Bọn họ đã sớm biết vị chủ nhân này, tuổi không lớn lắm, nhưng nhãn lực hơn người, bất quá nằm mơ cũng không nghĩ đến, trận pháp trước mắt bọn họ cái gì cũng xem không hiểu, Chớp mắt đã bị phân tích ra nhiều thiếu hụt như vậy. Những thiếu hụt này, đơn độc một cái không tính là gì, liên hợp cùng một chỗ, đủ để ảnh hưởng cơ sở. Trương Huyền, thú sủng của ngươi rất cường đại, nhưng ở trước mặt đại trận hộ điện, cái gì cũng không tính, ta khuyên ngươi vẫn là thấy rõ tình hình. Thấy hô một câu, Trương Huyền không những không sợ hãi, còn tiếp tục nhìn trận kỳ trên đất, con mắt của chiêm sư lần nữa nheo lại, sắp bùng nổ. "Giống." Lời còn chưa dứt hỏa diếm kỳ lân thú bỗng nhiên sông lên phía trên, trong tiếng hô, móng vuốt thô to hàn mang lấp lánh, phá không đánh ra. Cùng thời khắc đó, thân thể thon dài của địa ngục thanh long thú vọt ra, lao tới một kiến trúc cách đó không xa. Đại trận hộ điện, sở dĩ có uy lực mạnh mẽ, dựa vào là học viện vạn năm hội tụ văn hóa số mệnh, dựa vào là vài vạn năm gom góp tích lũy linh khí cùng địa mạch liên kết. Móng vuốt của kỳ lân thú đập vào một tiết điểm trên trận pháp, thanh long thú và đập một phát, kiến trúc sụp đổ, điểm địa mạch và linh khí kết hợp lập tức tán loạn. Hai đại thiếu hụt bị công kích, thời gian nháy mắt, nhất khí bổ thiên trận mạnh mẽ vô song giống như biến thành bóng bay, không còn uy lực như vừa rồi. Âm âm, lực lượng mới vừa ngưng kết ở trên không trung, tiếp tục phun ra ngoài, thẳng tắp rơi về phía đám người chiêm sư. Cái này, điều đó không có khả năng. Trường 2829, Thánh tử Đại Trật 2 Vẻ mặt chiêm sư trắng bệch, dọa đến suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Đại trận hộ điện của Thánh Tử Điện, vài vạn năm qua, cao thủ dị linh tộc đến đây đánh lén không dưới mấy chục lần, mỗi một lần đều vô công trở lại, phòng ngự mạnh mẽ, dù không nói vô địch thiên hạ, cũng rất ít có trận pháp có thể vượt qua. Phòng ngự như vậy, lại bị hai thánh thú phá giải. Đến cùng làm sao làm được? Chặn lại, biết căng thẳng vô dụng, người trên không trung, bàn tay khẽ đảo, trưởng ấn rơi xuống võ ký thánh vực tuyệt phẩm, phiên giang ấn. Chiêu này là điện chủ đời thứ tư của thánh tử điện sáng tạo, hạ xuống từ trên trời, uy lực có một không hai, lại phối hợp thêm số mệnh cuồn cuộn của thánh tử điện, thánh vực cửu trọng trung kỳ, cũng có thể một đòn đánh chết. Bất quá đối thủ của hắn là hỏa diễm kỳ lân thú. Một chiêu phá vỡ trận pháp, khí thế của kỳ lân thú như hồng, nhìn thấy trưởng phong đánh tới, tránh cũng không tránh, đầu nâng lên, thẳng tắp vào tới. Âm âm, trường ấn rơi vào trên đầu của nó, như đập vào thánh khí tuyệt phẩm, chấn bàn tay tê dại. Sau một khắc, đầu của kỳ lân thú đã đi tới trước ngực chiêm sư, hung tợn đâm vào phía trên. Vù! Chiêm sư bay ra ngoài, giống như lưu tinh thẳng tắp phóng lên bầu trời, hóa thành một tia sáng. Điện chủ! Không nghĩ tới tên này hung hãn như vậy, đám người các trưởng lão đều giật nảy mình, vội vàng lao đến. Kỳ lân thú gào lên một tiếng, hình thể vốn không lớn, bỗng nhiên bành trướng, tăng thêm đến 3-40 mét, vừa vặn đâm đến. Dầm, xì 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 xì, đám người các trưởng lão đồng thời bị đụng bay ngược ra, lông mày, tóc đều bị đốt trụi. Hỏa diếm kỳ lân thú, mạnh nhất không phải móng vuốt cùng đuôi, mà là thân thể. Trải qua kỳ lân hỏa ngày đêm rèn luyện, thân thể sớm đã cứng rắn có thể so với thánh khí tuyệt phẩm, dùng để va đập, thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng ngăn cản không nổi, huống chi những người này. Đây là thú sủng của trương sư. Làm sao lại lợi hại như vậy? Ngang nhiên đối kháng điện chủ cùng tất cả trưởng lão, trương sư đây là muốn phản ra danh sư đường sao. Bốn phía rất nhiều học sinh xem cuộc chiến, tất cả đều bối rối. Trong mắt bọn hắn, quyền điện chủ, các trưởng lão đều là tồn tại vô địch, nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị một thánh thú đụng lung ta lung tung, năng lực phản kháng cũng không có. Mấu chốt nhất là, trước mặt mọi người ra tay với những người kia, bên danh sư đường sẽ không có cách nào giải thích, chẳng lẽ Trương Huyền không muốn làm danh sư nữa. Đáng ghét, đáng ghét. Ngực xẹp một khối, thổ huyết từng ngụm từng ngụm, chiêm sư từ đằng xa bay trở về, còn chưa tới trước mặt, lần nữa hét lớn. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, bố trí thánh tử đại trận, liên hợp công kích. Đại trận hộ điện bị phá, tất cả trưởng lão tính cả hắn bị cuồng ẩu, tức giận kịch liệt, cũng nhịn không được nữa không hào hảo trừng trị, toàn bộ thánh tử điện sẽ biến thành trò cười. Vâng, tất cả trưởng lão đồng thời hô ứng. Ngay sau đó, bốn phía lập tức tản ra, chiếm cứ từng phương vị, đồng thời lực lượng tuôn ra, trên không trung tạo thành một đồ vật giống như lưới đánh cá. Thánh tử đại trận, trương sư, không được, chạy mau. Vẻ mặt của Trần Nhạc Giao trở nên trắng bệch, nhịn không được nhìn về phía thanh niên ở bên cạnh còn đang nghiên cứu truyền tống trận, thân thể mềm mại run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Chương 2830, truyền tống rời đi một. Thánh tử điện không chỉ có đại trận hộ điện, còn có thánh tử đại trận do các trưởng lão liên hợp hình thành. Trận pháp này có thể tập trung lực lượng của tất cả mọi người lại, tiến hành công kích, cực kỳ đáng sợ. Một khi liên hợp, đừng nói Trương Sư ngăn không được, xem như thánh thú thánh vực cửu trọng đỉnh phong kia, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Dầm, tiếng nói của nàng còn không có kết thúc, lưới đánh cá ở trên không đã tổ hợp xong, bao phủ toàn bộ bầu trời. giống, nhìn thấy động tác của bọn họ, hỏa diễm kỳ lân thú biết nguy hiểm, lần nữa bạo giống sông tới. dầm, lưới đánh cá kết nối bốn phía, như là thông đạo, vô số chân khí hội tụ tới, ở dưới chiêm sư khống chế, trong nháy mắt tạo thành một đạo hồng lưu thô to. cỗ hồng lưu này, tựa như sông lớn vỡ đê, vọt về phía kỳ lân thú. âm um nổ vang kịch liệt, kỳ lân thú giống như bị dòng nước xung kích, không chống lại được, bay ngược ra đập xuống đất, nâng lên một mảng lớn bụi bặm. Giống, bị ánh sáng xung kích, kỳ lân thú bạo giống, muốn phản kháng, lại bị đè ép gắt gao, khẽ động cũng không thể động. Tất cả trưởng lão liên hợp, dù đều không có đạt tới thánh vực cửu trọng, nhưng hơn 10 vị liên hợp chung một chỗ, mượn nhờ lực lượng đặc thù của thánh tử điệt, kỳ lân thú cửu trọng đỉnh phong, thoáng cái cũng bị thiệt lớn, Mặt đất nổ ra hố to, kỳ lân thú phun ra một ngụm máu, nằm dạp trên mặt đất, vùng vẫy hai lần, lại không cách nào đứng lên. Hừ. Đánh kỳ lân thú không cách nào động đậy, ánh mắt của Chiêm Sư run lên, khống chế trận pháp xoay một cái. Rầm. Một đạo ánh sáng trắng tinh thẳng tắp bay về phía Trương Huyền. Nhìn lực lượng, so với trước đó công kích kỳ lân thú còn cường đại hơn, thật muốn rơi vào trên người, dùng tu vi trước mắt của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ chủ nhân. Địa ngục thanh long thú vội vàng vọt tới, có điều công kích quá nhanh, cho dù tốc độ của nó không chậm, vẫn muộn mấy phần, còn chưa tới trước mặt, liền thấy ánh sáng rơi vào trên lưng chủ nhân, triệt để bao phủ ở bên trong. Trương Huyền Cách đó không xa trần nhạc dao lắc lư một cái, ngã ở trên mặt đất. Cỗ lực lượng này gần trong gang tấc có thể cảm ứng rõ ràng uy lực trong đó, ngay cả lão sư nàng, thánh vực bát trọng đỉnh phong cũng không chống lại được, huống chi đối phương lần này, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà không có trốn tránh. Trên không, chiêm sư cũng không nhịn được sướng sờ. Thánh tử đại trận liên hợp công kích, dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng cần thời gian chuẩn bị, dựa theo phỏng đoán của hắn, công kích đến nơi, trương huyền tất nhiên sẽ chạy trốn, chẳng qua dư âm vẫn có thể để cho đối phương trọng thương. Nhưng như vậy là đủ rồi, không nghĩ tới tên này chưa hề tránh, bị trực tiếp đánh trúng. Mượn nhờ thú sủng, đối kháng toàn bộ thánh tử điện phá hư đại trận cùng kiến trúc chuyện này coi như dương sư cũng không nói được gì các trưởng lão khẽ nói hắn biết quyền điện chủ lo lắng vị trương sư này là học sinh của dương sư dương huyền thật muốn bị giết giải thích khá là phiền toái bất quá hiện tại nhiều học sinh làm chứng như vậy dựa dẫm thú sủng hành hung coi như chết cũng chưa hết tội ta ngược lại không lo lắng cái này chẳng qua cảm thấy thiên tư của hắn có một không hai nếu chết như thế, thực sự quá đáng tiếc. Chiêm sư lắc đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 121.